thâu qua bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chung hầu có người làm phước được rồi hưởng hiện khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhược Quỳnh lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Và con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào tất cả, kính chào anh chị Phan Quang Niêm và tất cả đạo quý vị vừa vào đạo tràng. Mời bàn tay của Sức Trần Đạo. Trần Đạo ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Trần Đạo ơi, dạ kính mời Trần Đạo thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Dạ mời Trần Đạo. Dạ, nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông thượng tọa Trí Đức cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma caloka dipati sahang pati katang cali angthi varang aya chatha. Sangti tha satappa rajab khachatika. Đề xê tu thẩm măng anu căm bi măng nung bạch chăng. Sát thẩm ma bê rin vi na yang cha ca yang sút tăng cha bằng đăng a bi thẩm măng ma chăm măng. A cô ta yang tô sát tu sát cha đăng đăng pa po tha ni ye pa ri sa ja manh chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp dạng toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con xin, con kính dân mít đến ngài Liễu Tông, xin ngài cho cái tín hiệu để thử mít ạ. Dạ con kính dân mít đến ngài. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato.
Arahato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư cả sư nam và sư nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Mình biết cái nét thì như hôm nay bữa sau chúng tôi lót vô hai ba lần mới được. Nếu có gì quý vị cũng thông cảm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ thưa, con đã nghe tính dạ nghe sư nói rất rõ ạ. Dạ. Dạ xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì hỏi ngài không ạ? Hay là trực tiếp giơ tay hỏi ngài hay là text chat trên màn hình. Con xin đọc những câu hỏi. Dạ ơn chị Diệu Đạt cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ thưa quý anh chị trong đầu tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ bạch ngài cho con xin có một câu hỏi, con thấy đạo tràng im ru không có ai hỏi, con xin có một câu hỏi. Thưa bạch ngài, mình chuyên chú và lập hạnh đặc trị trở ngại thế nào cho sự phát triển của tệ quán bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra quý vị muốn hành được cái pháp thiện minh sát thì quý vị phải có khả năng, chứ còn nếu không có khả năng thì tất cả mọi vấn đề nó đều là trở ngại cả. Thứ nhất về thực tinh pháp, mà nếu mà chưa không rành những cái gì đối tượng, ít nhất là những cái đối tượng liên quan tới thiền tứ niệm xứ là phải biết. Chứ còn nếu không biết thì không có làm được gì đó. Dầu rằng người ta vì gì tới trường thiền, người ta có gọi tên hành cái gì đi nữa. Mà nếu mình nắm không vững về thực tinh pháp, tức là các chi pháp liên quan tới từ thiền tới niệm xứ thì chắc chắn là kể như con zero, không có lợi gì hết. Nó không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Những cái gì mà muốn hành cái đó thì kiếp này phải học cho nhiều, trong nhiều tiền kiếp cũng phải học, phải hành liên quan tới cái thiền đó mình lấy được. Còn nếu mà mình không có khả năng đó thì thôi chứ. Vì vậy cứ bữa nào lật cái hoài kinh tiên sứ ra, rồi từ đầu tới đuôi coi những cái gì liên quan tới chi pháp nào nào đó, mình phải học để mình hiểu cái đã. Chứ còn không hiểu thì thôi chứ. Thứ nhất là bây giờ có bình thường lại đi tới trường thiền này trường thiền nọ đó, vấn đề ngôn ngữ không thông, chế định cũng không rõ, thực tiên pháp cũng không nắm vững, thì mình đi tới đó rồi về không thôi. Đi không là ta về không thôi chứ không có cái lợi ích gì hết. Thành ra cái quan trọng nhất là phải hạ thủ công phu để mà học trước rồi đó. Giống như mình muốn đi đâu thì chắc ăn phải có cái bản đồ. Nhưng mà nên nhớ trong thời mình có bản đồ thì vẫn đi lạc như thường. Thế nên mình không học thì chắc chắn là cái chuyện đi lạc là cái chuyện rất dễ. Cho nên không khó gì hết đó. Thành ra nên cố gắng học để hiểu một số vấn đề liên quan tới chế định và thực tiến pháp, liên quan tới các chi pháp của cái môn thiền tứ niệm xứ.
Rồi, từ đó nó có thể bắt đầu được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thúc con kính tri ân Ngài đã giảng dạy cho con biết rõ thêm ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài. Con xin đọc câu hỏi của Hoàng Phương 4. Kính bạch Ngài, kính Ngài giảng giải về ý nghĩa của Tam Bảo ạ. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bích Thầy gia, kính bạch chư tổ mẹ giả, kính thưa chư quý vị. Tam Bảo là ba cái điều mà cao quý nhất trong thế gian này. Tìm cái mà có thể cao quý hơn thì không có. Thứ nhất là ân đức của Đức Phật. Cái thứ hai ân đức của giáo pháp. Cái thứ ba của ân đức của chư Tăng. Mà chư Tăng ở đây đó, nếu mà nói về Tam Bảo thì chư Tăng ở đây phải là Thánh Tăng chứ không có tính phàm Tăng. Thì mình không biết nó quý như thế nào đó. Thì mình phải nghiên cứu về chính ân đức của Tam Bảo, tức là chính ân đức của Đức Phật như gồm có những cái gì. Rồi mình đọc trong những cái chuyện tiền thân Đức Phật hay là những cái bài kinh liên quan tới Ngài đó, để tìm xem tại sao Ngài có được chính ân đức đó. Giáo pháp cũng vậy, tại sao có sáu, mà sáu đó là những cái gì. Cái tăng về tăng này có chín, nhưng mà nghĩa là thực thụ thì mình nói cho nó chính xác là bốn, còn những cái kia là tại vì mà cái pháp hành của bốn cái điều đó đó nó đưa tới những cái còn lại, năm cái còn lại, thành ra có chín tất cả. Thì cái đó đều phải học hết đó. Ví dụ Subhuti Banno thế nào là Subhuti Banno, như thế nào đó là phải học hiểu. Thì khi học hiểu vậy đó, đức tin mình nó phát sanh, mới có thể làm được chuyện khác được. Chứ còn thường thường đó, mình không có khả năng mình học hỏi những cái đó, thành ra ai nói gì mình nghe đấy. Biết là người ta tô vẽ cho Đức Phật là một vị thần linh, có khả năng giáng quả ban phước gì ông sùm đó, thì cái đó là thật sự là không có. Trong giáo pháp Đức Phật không có, mà cái khổ nghe là truyền qua bao nhiêu năm rồi đó, với mình thứ hai mình đã gần nước Tàu, nó có những cái đó mình tu Phật mà tu với cái văn hóa của Tàu chứ không phải là văn hóa của Tam Bảo. Nó đó là những cái ủa gì còn nghe không, sao thấy cô Nguyên Trang đánh lên số 0 à? Thành ra đó là những cái mà chúng ta cần phải học để hiểu cho rõ. Quý vị vô trong cái website quý vị đánh là để ân đức Tam Bảo của Ngài Hòa Thượng Bửu Chân đó. Rồi quý vị đọc để xem thế, rồi muốn có được những ân đức đó phải tốn bao nhiêu cái công phu, mỗi bao nhiêu lần mà đi lên xuống, kể cả những cái cõi đau thương nhất và cho tới cõi cao nhất, để trước sau thì thành được đúng mức cái điều mong muốn. Thành ra cái đó là tóm tắt những cái gì mà liên quan tới Tam Bảo là vậy đó, tức là liên quan tới Đức Phật, liên quan tới giáo pháp, liên quan tới chư Tăng. Thành ra người ta gọi là Tảo, Tam Bảo, Bảo tức là cái bảo và cái của quý nhất. Thật sự bảo nó có nhiều cái loại lắm, nhưng mà đây chỉ liên quan tới Đức Phật, giáo pháp và chư Thánh Tăng đệ tử Ngài mà thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy Hoàng Phương 4 đã sa thúc lành thai, con kính tri ân Ngài. Dạ, quý anh chị trong đầu tràng có câu hỏi gì với Ngài hay không ạ? Hay là text chat trên màn hình? Dạ, con không thấy ai đặt câu hỏi. Con xin phép hỏi thêm một câu nữa bạch Ngài. Làm thế nào để tu tập cho mình mà không bị chấp ngã bạch Ngài? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tôn hèn giả, kính thưa chư quý vị.
Thật sự là mình chấp ngã là mình còn dùng mình mà tu tập để thoát ra khỏi cái đó thì chấm dứt dùng mình để thoát ra khỏi đó. Mà muốn chấm dứt dùng mình thì phải đi trên con đường mà Đức Phật đã dạy. Đây là cái nô mắc khô, tức là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất. Thì mình mới thể chấm dứt được mấy cái đó mà thôi, chứ còn nếu không rất là khó. Tại vì chúng ta còn chấp này chấp nọ là tại chúng ta học mà không hiểu không tới. Khi mà hiểu không tới rồi ra những cái phiền não nó chen vô. Mà chen vô làm cho cái tôi của mình nó bự thêm. Mà khi nó bự thêm thì chắc chắn là sai lầm chứ không có gì đó. Phiền não chúng sanh thì nó không có nhiều đâu. Nhưng mà nó có khả năng nó làm cho chúng sanh luân hồi. Mình không cần tu tập, nó vẫn giúp mình luân hồi được, đó là phiền não. Còn mình tu tập thật ở nào muốn đi ra thì cũng rất là khó khăn. Bởi vì nó có nhiều cái điều kiện dữ lắm để cho mình học những cái pháp để mình chấm dứt những cái đó. Mà khi mà muốn chấm dứt được cái mà cái nhân mà đưa mình đi tới cái luân hồi đó thì có tứ thánh đạo mới có thể có khả năng mà nhổ bứng rễ nó mà thôi. Chứ còn những cái đạo khác thì không có bứng được. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo thì không có bứng được. Mà muốn bứng được những cái đó thì Đức Phật đã dạy rồi. Đây là con đường duy nhất, đây là cái nô mắc khô đó. Thì mình phải học, chứ không được nào đánh gọi học rồi hạ thủ công phu. Cho tới lúc nào nó đầy đủ những cái điều kiện đó. Trí tuệ nó có đủ năng lực mới bứng mấy cái đó mà thôi. Còn cho tới khi nào mà trí tuệ mình chưa có đủ năng lực, hoặc là cái những cái pháp mà cần phải có để trợ cho cái hành đó đó, thì chắc chắn không thể nào đi tới nơi thấy chốn được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài rất nhiều. Dạ con thấy câu hỏi của Xích Kim: tại sao có người sách dịch ân đức Phật là 10? Xin sư cho biết tên Bali chính xác là các ân đức Phật và yếu nghĩa. Con cảm ơn sư trước và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự ra cái hệ nó nguyên thủy nó có hai hệ. Hệ nhất là có Tích Lan và Miên thì họ tính 10 là tại vì Anuttaro Purisa Thamma Sarathi đó thì chia làm hai, tức là vô thân sĩ, tức là Anuttara. Như cái Sattha Theo và Manusa Năng thì họ chia làm hai thành 10. Nhưng câu thái của Miên Điện thì nó lấy số 9, tại vì nó dựa vào 9 đạo, 4 quả, 4 đạo, 1 niết bàn là 9. Thành nó góp Anuttaro Purisa Samma Sarathi thành 1. Thì theo mà khi mà nó chia thì nó định nghĩa từ đó như thế nào. Còn mà khi mà nó gộp lại thì nó định nghĩa từ đó như thế nào. Là lý do tại sao mà có chỗ 9, có chỗ 10 là như vậy. Nam mô Bích Thầy giá. Hello, come to the truth of original King James Version. Become a Reformed Evangelical Evangelist Trinitarian Christendom. We have the truth. Come and view the references, the dictionary, the concordances, the Bible Index and the Epistle Dedicatory. The truth will set you all free from sin. Dạ, dạ, con kính sa thúc ngài ạ. Bây giờ con xin đọc câu hỏi của Thôi Kệ ạ. Kính thưa sư Liễu Tông, theo sư, chúng ta có thể áp dụng được tính giác chánh niệm để phiền não không xen vào. Dạ, con kính dâng mít đến ngài.
Nam mô Bụt Thầy, giả kính bà Chư Tôn, hàng giả kính thưa cho quý vị. Hình như là cái máy gì mặn ốp hay đang ngủ hết rồi sao? Để cho họ nghe, cũng nên mưu họ để họ nghe thôi. Nam mô Bụt Thầy giả. Thật sự ra muốn áp dụng ở đó thì chúng tôi đã nói rồi, phải có pháp học. Rồi mình tìm hiểu xem cá tánh của mình liên quan tới thiện minh sát như thế nào. Thì khi mình có khả năng cái thì mình bắt lấy cái đối tượng đó để không để cho họ có thể, không để cho cái những cái pháp đó, đó nó có cái khe hở để cho các phiền não nó chung vô đó. Thường thường đó, mình từ bao nhiêu tăng kỳ kiếp mình không có luyện tập những cái đó, mà khi mà không luyện tập những cái đó, khi mình có cái đối tượng mà liên quan tới thiền, đừng nói thiền gì cho thiền chỉ cũng vậy, thiền ánh sáng vậy, thiền thường những cái tâm như phóng dật hay là những cái tâm như là tầm tà tầm che cho nó kéo thì mình đi ra để cho mình không thể quan sát cái đối tượng của mình ấy. Thứ nhất là tại vì không phù hợp với cái cá tánh mình. Cái thứ hai là mình chưa đủ đức tin để mình biết là cái pháp mình đang hành nó sẽ đưa tới cái điều kiện gì đó gì đó. Cái điều thứ ba đó, ngay cả mình giới của mình khi mình thọ tiền mình cũng không giữ cho vững, là mình lỡ mình làm những cái chuyện mà nó phiền phức thì cái tâm hối nó phát sanh. Đó là những cái điều kiện mà nó làm cho tỉnh giác, hành niệm tỉnh giác cái gì đó nó không có khả năng lực. Mà khi nó không có năng lực thì chắc chắn là mình không thể làm được gì cả. Thành ra chắc chắn là nó phải xen vào, chứ không thể nói nó không xen được. Bởi vì cái gì mình nắm ngon vững, đại pháp học mình đã nắm vững rồi, thì bây giờ mình có áp dụng cái gì nó cũng trật lắc. Cái đó phải học để biết. Đó biết thứ nhất là liên quan tới cái chi pháp mà mình đang hàm. Cái thứ hai là mình biết những cái pháp đối trị trong những cái trường hợp như vậy mà mình cũng không có biết luôn. Khi mà không biết những cái điều đó thì chắc chắn là phiền não nó phóng vô rồi. Trong bao nhiêu là tăng kỳ kiếp của mình đó là cái ác pháp nó nhiều hơn cái thiện pháp. Mà khi mà nó nhiều như vậy đó, nó thành một cái thường cả nghi duyên. Mà ngay cả trong đời sống hàng ngày chúng tôi nói hoài mà tại quy dân đế, mình đi nghe pháp mà không bao giờ mình để ý đó. Nhưng mà đi ngang chợ nghe ta ai chửi lộn đâu là mình đứng lại mình nghe say mê và nhớ nữa. Thì mình tới mình xét xem như vậy thì làm sao mà những cái pháp thiền pháp mình nó có năng lực được. Mà khi nó không có năng lực thì chắc chắn là phiền não nó chèn vô chứ không phải là tránh khỏi đó. Mà cái phiền não nó theo mình từ bao nhiêu tăng kỳ kiếp rồi chứ không phải mới đây. Còn trí tuệ muốn cho nó phát sanh là mình tạo cái năng lực để cho nó phát sanh. Chứ thường không ai mà sanh ra là tự nhiên có trí tuệ cả, ngay cả những cái chị mà như Đức Thế Tôn này cũng phải tháo ba là mặt bao nhiêu tăng kỳ kiếp để cho những cái mà pháp mà liên quan tới pháp hành đó nó có năng lực nha. Còn mình thì mình lúc nào cũng tu nháp hết. Thì bây giờ mà nó muốn có chánh niệm tỉnh giác thì nó chơi gì vô chứ nó thật không thể xảy ra được. Thành bây giờ giống như chúng tôi nói nãy đó, mình nên học một số điều kiện căn bản về cá tánh của mình, về những cái năng lực mà mình có thể dùng được với pháp hành. Hoặc là mình sẽ phải tạo điều kiện ở những cái nơi mà nó giúp cho mình đóng cái ngã, nằm cái ngã là mắt tai mũi lưỡi thân lại, chỉ mở lỗ ý ra để có thể quan sát được đúng mức mà thôi. Đó. Thường thường ngay cái trường thiền nó cũng không có điều kiện đó. Mà trường thiền tư thiệt thì nó nằm trong rừng. Mà nó nằm trong rừng mà mình chưa có quen, mình chưa có khả năng về pháp học thì mình vô đó nội sợ ma không làm được gì cả. Bởi vì cái sự trống vắng của những cái trường thiền trong rừng á, vì đó nó khủng khiếp ghê lắm, chứ đừng có nói mà cái gì đó không có sự cảnh giác gì đó. Sự cảnh giác tức là trí tuệ, tức là biết biết cái gì,
biết cái phản ứng của tâm đối với những cái điều kiện đó. Đó, hằng ngày chúng ta có những cái xúc chạm như thế nào, từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, là thấy sáu đối tượng, thì khi mà thấy nghe ngửi nếm được sáu đối tượng đó thì cái phản ứng của tâm như thế nào, thì cái đó chúng ta không có khả năng để biết, phiền não nó mới chèn vô. Tức là sự tỉnh giác là phải biết cái phản ứng của tâm đối với những cái đối tượng đó. Phản ứng của tâm mà nó có rất nhiều, nhưng mà nói trắng là có hai chuyện thôi, thích chứ không thích. Mà thích thì phải làm sao, mà không thích thì phải đối trị như thế nào. Đó. Thành nó học xong cần phải có một vị thiền sư mà thứ thiệt là vậy đó. Để khi ta trình pháp ra ông dạy để mình đối trị những cái đó. Mà đối trị lần lần thì nó mới niệm như tỉnh giác, nó mới có năng lực. Chứ còn nếu không thì trước sau cũng bị phiền não nó giật mình mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Kính tri ân sư ạ. Dạ, quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì với ngài không ạ? Hay là dơ thổi ngài? Dạ, kính mời chị Diệu Đạt. Dạ, con là Diệu Đạt. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay là lần đầu tiên con vào room của ngài. Dạ, con xin phép. Nhưng mà bên cạnh đó con đã vào room của Nguyên Như Kỳ Viên rất là thường xuyên. Dạ, con có một câu hỏi mà để tiếp theo lời ngài chỉ dạy hôm nay. Tức là mình tạo mình chưa đủ cái lực để mà mình có thể kềm giữ cái phiền não khi mà nó trỗi lên. Thì con thấy là mỗi ngày hay là mỗi lần mà mình vào room hay là mỗi lần mình nghe pháp á, mình thì con người mình nó lại tỉnh lại, mình giữ được cái chánh niệm. Nhưng mà khi mà một thời gian, thí dụ như mà mình không có nghe pháp, thì hầu như là những cái gì mà mình đã học, những cái gì mình đã, những thiện pháp mà mình đã hành trong lúc mà mình tu học đó, mà nếu mình có sự gián đoạn đó, thì hình như là những cái phiền não đó nó lại tăng, nó xảy ra và nó tăng trưởng gấp nhiều khi còn nhiều hơn là bình thường. Dạ, yeah. Thì đối với chúng con thì vấn đề mà học tập thì chúng con rất là thích, nhưng mà cái hành nếu mà không có sự liên tục thì nó lại có một cái phản cái phản lực, là nó làm tăng cái ngã, một là cái ngã của mình lên, hay là nó những cái tam độc tham sân si nó mạnh lên. Thành ra lúc nào mình phải cố gắng là mình chánh niệm tỉnh giác, cũng như là hay là vào room để mình kéo cái tâm mình trở lại. Dạ, yeah. Thì con nhớ là trước khi mà nhập diệt thì Đức Phật có nói là hãy lấy cái pháp của ta, hãy theo cái pháp. Thì để mà hành, thì con muốn hỏi là làm sao mà trong lúc mà chúng con không có nghe pháp, chẳng hạn như là trong lúc chúng con đi làm việc hay là đi vào trong xã hội, làm sao mà chúng con có thể có được tạo được cái lực, như là hồi nãy sư vừa mới nói là làm sao mà mình có đủ cái lực để mình giữ cái tâm mình lại, tức là cái căn của mình thu thúc được cái lục căn. Dạ, chúng con là cũng kiên trì lắm đó, nhưng mà nhiều khi hở ra một chút xíu là bị phiền não xâm nhập vào ngay lập tức. Dạ, thì
Thưa con kính hỏi ngài xem coi cái chương trình tu tập của mình á phải có cái gì hả hả sư? Chẳng hạn như là buổi sáng mình ngủ dậy là mình phải có là 10 phút và thiền, hay là rồi mình phải có một cái khuôn khổ nào đó để mình theo một cái phương thức nào đó để mình theo trong một thời gian để cái tâm mình nó đi vào cái khuôn khổ đó, rồi từ đó là mình mới thả nó ra từ từ. Thì tôi thấy như vậy, con nghĩ là không biết là con nghe nói là mình thu thúc lục căn, tức là mình tự làm, nhưng mà con nghĩ là có thể là phải hơn 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 cái đó nữa, tức là cũng như là sư nói là mình đi học là mình phải theo, phải học rồi phải theo khuôn khổ của nhà trường, là buổi sáng là phải tới trường lúc mấy giờ, rồi phải làm sao. Thì thưa sư, con muốn hỏi là mình có cái căn bản học tập như thế nào để mình phải theo sát cái đó trong thời gian đầu, để cái lục căn mình nắm thật là vững, trong có thể trong vòng một vài năm chẳng hạn như vậy, rồi từ đó rồi mình mới nhả ra. Chẳng hạn như mình đi học thì cũng phải là qua 12 năm, hay là học đại học thì phải 22 năm, hay là học cao hơn nữa tiến sĩ thì phải 26, 28 năm. Yeah. Thì trong Phật Pháp có cái nguyên tắc như vậy không sư? Dạ, con xin phép con xuống xuống mic. Dạ, con kính một lần nữa con kính tri ân sư giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bất Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn, và kính thưa chư quý vị, cái căn bản tối thiểu để có thể mình thấy được những cái điều mà mình cần phải làm, tức là thắng pháp tập yếu luận mà là trung cấp, nghĩa là học hết thắng pháp tập yếu luận trung cấp. Hết thắng pháp tập yếu luận trung cấp là học học cái gì? Học để biết tâm, tâm sở và sắc. Nghĩa là tâm nó phát sanh như thế nào, tâm sở như thế nào, ta lấy ba cái đó đó, khi mà nó đụng nhau thì nó đụng như thế nào, mà khi mà nó phân như thế nào. Nếu mình có khả năng vậy đó, thì trong đời sống hàng ngày mình không bao giờ nó đi ra khỏi cái đó cả. Mà nếu không đi, nó không đi ra khỏi đó, mình có khả năng đó thì mình làm lúc nào cũng được. Bởi vì thiền là công việc làm của tâm. Nếu mình hiểu tất cả các tâm nó phát sanh, nó có điều kiện như thế nào, nó có nhân gần nhân xa như thế nào, thì khi nó phát sanh là mình biết ngay. Mà khi cái tâm mình nó mà biết đó là ác pháp thì nó phải diệt, chứ không thể nào nó ấy. Bởi vì cái mà biết được ác pháp là thiện pháp, mà khi cái tâm là thiện pháp thì ác pháp nó không vô được. Nhưng rất tiếc là mình không có khả năng đó. Đó, không có khả năng có. Tại vì mình á, cái câu mà tóm tắt để mình có thể mình làm được cái việc đó, tóm tắt rất là ngắn. Tức là mình phải có niệm trong tất cả cái sự tiếp xúc mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đối với đối tượng, và có khả năng quan sát cái phản ứng của tâm mà thôi đối với các cái việc đó. Mà bây giờ mình không biết cái tâm mình lúc đó phát sanh nó là cái gì thì mình không có khả năng mình quan sát được, không có khả năng phản ứng được đó. Mà mình còn đi theo nó nữa. Ví dụ chúng tôi nói hồi nãy đó, mình đi ngang chợ mình thấy hai người cãi lộn nhau, mình đứng lại mình nghe say mê rồi mình nhớ luôn. Quý vị vô room này đó, quý vị xét lại coi, trong vòng 2 tiếng của cái room này nè, ngài trưởng lão đi Đức Phật những giảng sư gác thiết đó, cái tâm quý vị ở trong cái room này bao lâu đó. Mà cái thời gian cái tâm mình ở trong cái room này nó ít như vậy đó, thì mình có ngồi trước room đi nữa thì cái tâm mình nó cũng đã đi lang thang đâu đó ở ngoài. Mà khi nó đi lang thang thì làm sao nó có năng lực để nó quan sát hoặc là nó phản ứng đối với những cái pháp ác được. Quý vị cứ suy nghĩ vậy đi. Còn tại sao quý vị nghe một câu người ta nói, ta chửi nhau mà mình nhớ. Ví dụ quý vị hỏi đó, sáng vô đi làm có người ta chửi cho một câu, hay là người ta chọc cho một câu thôi.
từ sáng tới chiều ít nhất quý vị phải nhớ lại câu đó ít nhất cũng cả chục lần, thành nó tự động nó nhớ chứ không cái gì đó, mình về mà nó dám nói mình vậy. Một lát sau nó chưa làm gì quay qua quay lại, mình về mà cái mặt đó nó dám chê mình, bữa nào có chuyện là mày biết tao. Mà cứ lặp đi lặp đi lặp đi lặp lại về từ sáng tới chiều 5-7 lần thì chắc chắn là phải nhớ chứ sao không nhớ. Còn bây giờ ngược lại, mình phải tập ngược lại thì như thế nào? Quý vị vô học một câu kinh Pháp Cú, trong thời gian 2 tiếng hồ trong này quý vị nghe giảng, nhưng mà quý vị lặp lại trong tâm quý vị đó, chừng 5 lần thôi. Khi ra khỏi rung lặp lại 5 lần, về tới nhà trước khi làm thì lặp lại 5 lần, trước khi ngủ lặp lại 5 lần. Quý vị làm một ngày vậy đó, khoảng chừng 20 lần trong câu kinh Pháp Cú. Nếu mà trường hợp chúng tôi hay nói hoài đó mà vẫn không nhớ được đó, thì quý vị tìm ông chủ rung nhờ ông tụng cụ sơ thăm mai dùm cho, trong qua đường nào khác đó, thấy không? Thành ra trong đời mình làm ngược chiều rất là nhiều. Mà khi mình làm ngược chiều mình muốn mình có được cái pháp hay pháp giỏi thì không được. Ông giảng sư trong rung ông chỉ cho quý vị, giống như ông đưa cho quý vị cái bản đồ. Thay vì quý vị dùng bản đồ để đi, quý vị không dùng bản đồ để đi, mà quý vị trải cái bản đồ ra, quý vị bước trên bản đồ thì cái bản đồ nó phải hư, làm sao quý vị đi đâu được. Nó cái học của mình bây giờ là vậy đó. Không phải dùng bản đồ để đi tới mục tiêu, mà dùng bản đồ để lót đi thì không đi tới đâu được hết. Nó vô mình tập lại những cách hàng ngày, mình phải đi ngược lại. Đó, hồi xưa mình nghe mình đứng là mình nghe, bây giờ mình nghe người ta nói mình bỏ đi. Mình đi ngang chùa nghe ông sư ông tụng câu Pali, ráng trước có là mình nghe rồi mình lặp đi lặp lại theo cái lời nói của nó bao nhiêu dài ba lần. Khi nào rảnh trong ngày nhớ là lặp đi lặp lại hoài, tự xem có nhớ hay không. Cái đó trong phơi ngôn ngữ của Di Pháp gọi là trùng dụng duyên, lặp đi lặp lại. Còn cái này mình không lặp đi lặp lại, mình nghe cái xấu thì mình lặp đi lặp lại, mình nghe cái tốt mình không lặp đi lặp lại, thì làm sao mình có cái sự tiến bộ trong pháp học được, có sự tiến bộ trong thiền pháp được. Mà từ đó, từ xưa giờ ít có ai nói cái điều đó cho quý vị nghe. Thành ra quý vị cứ tưởng là vô rung từ 2 tiếng hồ ngày, 2 tiếng ngày nào cũng vô rung là tốt, không có. Quý vị sau khi rời rung tối trước khi nằm ngủ, quý vị nhớ gì, những cái điều gì giảng sư giảng trong rung cho quý vị nghe, quý vị nhớ gì, cái đó mới là cái quan trọng. Nhiều khi không nhớ gì hết, nhiều khi không nhớ. Có người hỏi ông sư cũng giảng hay quá, hỏi giảng gì hay vậy, tôi nghe xong tôi không nhớ gì hết, tôi không hiểu là đây, tôi không hiểu là tôi không nhớ gì hết, hay quá, nghĩa cao hơn tôi cái sự hiểu biết của tôi, thí dụ vậy thì làm sao ấy được. Nên nhớ cái chuyện mà là tùy thời nghe pháp và tùy thời đàm luận pháp đó, không phải tới giờ vô rung là tùy thời nghe pháp đâu. Bởi nhiều khi vô rung á có những cái đề tài không thích hợp với mình thì cái đó không phải là tùy thời nghe pháp, tùy thời làm luận pháp được. Nhưng mà khi mình vô rung biết bữa nay có ông sư đó, ông sẽ trả lời một số câu hỏi cho mình, thì trong tuần qua có cái gì mà mình không hiểu đó, vô rung là mình hỏi liền, mình hỏi như vậy mới là đúng thời nghe pháp, đúng thời làm luận pháp, bởi vì hỏi để áp dụng trong cái đời sống mình được. Còn nhiều khi mình vô rung rung thường thường họ dạy theo cái quy trình của đời, tức là ngày nay tới kinh Pháp Cú số đó là phải học số đó, nhiều khi nó không thích hợp với cá tánh của mình ngồi nghe chơi chứ làm sao mình nhớ được, mình đâu có hứng thú đâu mình nhớ, mình không hiểu. Mà tới cơ hội để mình có thể mình hỏi những cái điều mình đã không biết hoặc là muốn biết thì mình lại không hỏi, mà hỏi những cái điều mà nghe xong mình cũng chắc chắn là nó quá cái mức của mình không chừng. Ví dụ như mình đi ngang đâu đó hoặc nghe ghé rung nào nghe người ta nói về Tứ Thánh Đế, rồi mình vô rung nào mà thấy được quăng rảnh rảnh mình hỏi Tứ Thánh Đế, trong khi cái căn bản nhất mình chưa hiểu, mình hỏi cái đó để làm gì? Đó đâu phải là tùy thời nghe pháp, tùy thời làm luận pháp đâu. Nên nhớ là không phải tới giờ đó vô rung đó cái đó mình thích, bởi vì có nhiều cái bài pháp hay này kim chùm đó là tùy thời nghe pháp, không phải. Bởi có những cái mình đâu có biết, giảng nghe hay thiệt nhưng nghe qua rồi bỏ. Còn cái mình biết là mình không dám hỏi, mình sợ hỏi rồi mấy trong rung mới cười mình, hỏi gì mà dở hay là thấp chị hỏi làm chi.
Đối với Phật Pháp đó, ai cũng là người mới tới cả. Đừng cho rằng cái đó thấp hay cao. Mình không hiểu là phải hỏi. Mà hỏi phải biết cách hỏi là hỏi theo tuần tự pháp. Nghĩa là cái khả năng mình tới đâu mình hỏi đó. Chứ mình đừng có hỏi để cho người ta kính trọng mình. Mình phải hỏi cái theo thật cao. Phải hỏi thật cao mà ông giảng sư không có giảng cho quý vị rồi. Quý vị cũng không áp dụng được. Thành ra vô đây là phải tìm cái sự lợi lộc cho mình. Gỡ rối những cái mà mình không biết. Mà dầu rằng cái đó đó có thể là thấp trong rung khai rao cười, cười kể chuyện đó của họ. Mình không biết thì cứ hỏi. Chứ đừng có sợ người ta cười rồi hỏi cái mà quá cái mức hiểu biết của mình. Hỏi để cho quay thì cũng nên. Mình sanh ở đâu mình nhớ, chứ đừng có tưởng mình sanh ở Cát Lái thì không có nên. Lúc nào cũng thích nổ không có được. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đại diện room kính tri ân lời giảng dạy của ngài. Dạ, như vậy là con đã thấy được một số những cái điểm rất là hay mà mình lúc nào mình cũng kiên trì để mình giữ được cái chánh pháp ở trong tâm của mình. Thứ nhất là mình hiểu được cái thân và tâm của mình. Cũng như là mình có học những điều nào đó thì mình phải giữ những cái điều đó, những bài Phật dạy, những lời kinh trong kinh Pháp Cú trong người mình để phòng hộ cho mình, và mình phải biết phân biệt như hồi nãy sư nói là tất cả phiền não là do là cái sự vốn, tức là những cái chuyện mình không thích nó xảy ra. Thì con thấy là những cái việc mà phiền não nó đến với mình, nhất là trong lúc mình tu học, cái phiền não nó đến với mình rất là nhiều, là tại vì khi mình tu học như vậy đó, cái người của mình nó bắt đầu nó vào khuôn khổ thiện. Mình làm những pháp thiện, mình nghĩ những pháp thiện, mình hành những pháp thiện, và thân khẩu ý, thành ra là lúc đó mình sẽ biết được là những cái phiền não Nam mô Bích Thầy dạ kính bạch chư tôn dạ kính thưa chư vị, rất bất ngờ rất té rồi không biết còn nghe hay không. Nhớ mình vô mình hành thì cái thiện pháp nó phát sanh không chưa chắc là tốt, nhớ chuyện đó. Tại cái thiện pháp phát sanh nó vẫn có cơ hội để nó là cái nhân cho ác pháp gì sao, chứ không phải lúc nào thiện pháp phát sanh cũng. Thí dụ quý vị vô room này đó, quý vị đang nghe pháp, quý vị hiểu rõ ràng vậy đó. Nhưng mà chỉ cần quý vị sơ hở một chút thôi, chuyện gì xảy ra dồn lên có cái nít meta này đó. Meta này thì sát lên cái gì đó, ví dụ sát lên sư nó lại con không hiểu ra, thí dụ vậy, bảo đảm quý vị 90% phiền não phát sanh. Phiền não đó là cái gì? Ngã mạn. Ông sư cũng giảng vậy mà không hiểu nữa. Nhưng mà nó không liên quan tới mình đó đó. Nên nhớ cái đó nó không liên quan tới mình đó đó. Nhưng mà cái thiện pháp của mình vẫn có cơ hội để cho phiền não nó chung vô, nó dựa vào cái đó để nó làm cho phiền não khác phát sinh như thường. Thế nên cái đó là mình người học pháp là phải cẩn thận ghê lắm đó. Cẩn thận. Chứ tri túc đây là tri túc trong ác pháp, chứ đừng bao giờ tri túc trong thiện pháp cả. Thì một ác pháp phát sanh mình biết là đủ rồi, bao nhiêu a tăng kỳ nó đã phát sanh. Thì bây giờ mình phải đối trị nó, đối trị bằng cách nào? Thay vì mình suy nghĩ cái gì khác, mình không cần suy nghĩ gì cả. Mình chỉ cần hướng tâm về một ân đức Đức Phật không, mình niệm cái ân đức đó thôi. Là nó làm cho cái ác pháp mà đang có nó phải mất đi chứ. Chứ không thể nào mà nó còn được đó.
hoặc là có những cái lối đối trị. Thí dụ bây giờ cái người đó nói về mình, cái tâm sân mình nổi ấy, là mình phải biết cách quán như thế nào. Họ nói xấu mình, đi cái tâm ác thì họ sẽ đi bốn đường ác đạo, mình sân họ, tức là mình vẫn là người ác, sẽ đi theo họ được trong kiếp sau như thường, thì mình không có sân. Nếu mà sợ địa ngục thì mình không có sân. Phải có những pháp đối trị cho nhanh, mà pháp đối trị đó là do mình học hỏi, chứ không ai bày cho mình hay không, tự nhiên mình suy nghĩ không ra. Nếu tự nhiên mình suy nghĩ mình ra những cái pháp mà có thể đối trị, có thể đè phiền não xuống này kia, xong này mình không có thèm vô rừng này đâu, mình vô rừng mình ngồi nó vẫn có lợi lộc hơn nhiều. Đó là ấy, không biết cái cô Di Đà còn nghe hay không. Nam mô Bích Thầy giá. Sa thúc và con kính tri ân ngài rất nhiều. Dạ, con xin kính đọc câu hỏi của Thôi Kệ ạ. Thí dụ con nghe âm thanh của một đối tượng nào mà tâm khó chịu, nay biết tâm hay khó chịu với đối tượng đó thì tâm con nó không theo nữa, để tâm bất thiện, không có sự phiền não ở nơi đối tượng đó nữa, được chưa thưa sư? Kính mong ý kiến của ngài. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy Tôn Hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, mình nói vậy thì không phải mình diệt phiền não dễ đâu. Nó vẫn phiền não, nó vẫn phát sinh như thường. Khi mình nghĩ tới cái điều mà vừa hỏi đó, còn đó bây giờ là mình ngon rồi, mình có thể mình đối trị nó, thì cái đó là cái gì? Thấy không? Tức là rất là rõ ràng. Mình đi tới, mình làm cái gì phải đi cho tới nơi tới chốn, chứ còn không phải là một lần hai lần được, mà phải lặp đi lặp lại cho tới nơi tới chốn. Chứ còn nếu không đó, như sư đã nói rồi, thiện pháp phát sanh một lúc nào đó vẫn có thể là cái nhân để ác pháp phát sanh được như thường. Dù là nó là cái nhân gián tiếp chứ không có nhân trực tiếp, nhưng mà vẫn làm cho phát sanh như thường. Thành ra đừng bao giờ khinh thường phiền não cả. Mình khinh thường nó là nó ăn gỏi mình liền, chứ không có gì đó. Đừng bao giờ khinh thường phiền não cả. Coi nó vậy cho nó có khả năng nó nuốt bất cứ chúng sanh nào, nếu chúng sanh đó sợ hay dễ vui. Thành ra lâu lâu mình làm được một cái chuyện vậy đó, không có giá trị gì đối với phiền não cả. Mà những cái gì mà mình lặp đi lặp lại để cho phiền não nó không có khả năng mà nó trồi lên, thì phải lặp đi lặp lại thường xuyên trong mọi trường hợp. Chứ mình chỉ cần sơ hở chút, phiền não vô nó tó mình như thường. Nam mô Bích Thầy giá. Sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, con kính đọc câu hỏi của Xích Kim. Obaneziko có người dịch là: thứ nhất, đáng gìn giữ và cu mang; thứ hai là dục giải thoát. Như vậy nghĩa nào đúng nhất? Con xin cảm ơn sư trước. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, người nào dịch thì hỏi người đó, chứ họ dịch ra thì hỏi người khác không có nên. Hỏi rồi nói ra nói vô hỏi bao nhiêu chuyện. Khi nào mà học tới mấy cái đó, mấy cái này rồi, hỏi cái người để dạy cho chắc ăn. Đừng có thấy người ta rồi nói rồi cái đi hỏi ông khác, cái đó chuyện đó rất là nguy hiểm, không nên. Nắm một cái thầy vậy. Sa thúc kính tri ân ngài ạ. Con xin đọc câu hỏi của Thôi Kệ nữa. Thưa sư, kinh dạy ly dục, người cư sĩ ngày nay và cả con thấy ly dục khó, vậy thì chúng con thực hành pháp nào để ly dục của thân? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị,
Xin thưa với quý vị là chư dục ở đây đó, tức là chỉ cho các phiền não này dựa vào sắc thinh hương vị xúc để nó phát sanh. Ngũ dục vi gia, tức là đi dục, người ta hay dịch từ chữ nó không má là xuất gia đó, tức là người mà gọi là người tu là ly ly ngũ dục, nhớ ly ngũ dục. Mà muốn ly ngũ dục thì phải có khả năng thu thúc lục căn đó. Mình bắt đầu mình chưa có khả năng thu thúc thì mình chịu khó đóng cửa, mấy cái kia chừa một cửa thôi đó, chừa một cửa quan sát riết rồi tập với cửa kia cho tới khi nào mình có khả năng mình thu thúc lục căn thì mấy chuyện mới chính thức đó mới gọi là chính thức là ly dục. Còn nếu mình chưa có khả năng đó thì khỏi nói, khỏi nói, bởi vì mình thành ra bây giờ nói xuất gia thì ở xuất gia ra khỏi nhà không phải, cái nhà này phải là nhà của ngũ dục thì mới gọi là xuất gia. Chứ còn mình xuất gia mà mặc y mặc áo này kia không học không hành rồi cái tối ngày cái thành thầy tung thầy cúng thì cái đó không phải là ly dục, cái đó là bỏ nhà cửa nhỏ đi rồi vô nhà lớn ở, bỏ xe cũ mua xe mới đi ra thì cái đó không có nên. Là nhớ khi nào muốn được gọi là ly dục của thân hay của gì không cần biết, đó là có khả năng thu thúc lục căn. Nó mua với thầy giá sa thúc sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đầu tràng có câu hỏi hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ. Thưa bạch ngài, cho con có câu hỏi. Ví dụ trong sự tu tập đó, mà mang tính cách là giống như là mình tu có từng tử xứ lớp bạch ngài, nhưng mà con thấy trên thực tế đó, có những người á giống như là có vẻ như là tu tắt đó bạch ngài, xin ngài giải đáp cho con câu thắc mắc này ạ. Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô với thầy giả kính bạch chư tôn hạng giả kính thưa chư vị, tu tắt là tu gì? Tu thì không có tu tắt rồi. Kiếp này họ nghe một câu mà họ có thể đắc đạo quả tại kiếp trước họ đã tu rồi. Nhưng mà tu rồi phải từng tự pháp hết á, chứ không có ông nào mà ngon lành mà đi cho ngon cả. Bởi vì nên nhớ cái những cái gì nào mà giàu rằng khả có khả năng để thành đạo quả trong trong lúc này con vậy. Đức Phật cũng tùy theo căn cơ để dạy họ. Ngày dạy cho năm vị kiều trần như là ngày dạy cái gì? Nói tới pháp tứ đế tức là cao cao, rất là cao. Nhưng mà khi mà mấy ngày sau ngày gặp ngày giá xà đó, ngày dạy anu bồ thí ca thả, tức là từng tự pháp đó dạy bố thí trì giới quả của bố thí, trì giới sự nguy hiểm của cái quả đó, nghĩa là bố thí nhiều vẫn có sự nguy hiểm, trì giới cỡ nào cũng vẫn có sự nguy hiểm như như đàng hoàng. Chứ còn không phải là lúc nào mà mình cũng có thể là mình có thể mình làm được cái đó ha, không phải đó. Thành ra từng tự pháp là phải dựa vào cái mình bây giờ thì không có gặp được cái gì mà có nó biết mình là đang ở chỗ nào đó. Mà khi mà không có cái gì mà biết được cái đó rồi đó thì bắt buộc là mình phải phải học cho nhiều để biết mình đang ở chỗ nào, rồi từ đó mình mới đi lên được. Chứ còn nếu mình không có biết mình ở chỗ nào rồi đó thì làm sao mình có thể mình tránh hay để mình đi lên được. Bởi vì là nhớ chuyện đó, muốn đi lên đó là phải biết cái căn cơ của mình qua một số cái chuyện. Ví dụ mình vô room này mình nghe, hay room nào mình nghe mà có cái nhiều hơi cao mình đó thì mình tìm những cái loại nào thấp hơn để mình thử được rồi. Hay là bây giờ mình nói dễ hiểu đi, Đức Phật thường đó các nhà chú giải tay tóm tắt dạy cho nhà sư nghĩa con đường đi thẳng tới cái giới định tuệ, dạy cho cận sinh nam người nữ tức là bố thiện giới thiện chỉ thiện tuệ.
Thì bây giờ mình ngồi mình quan sát hoặc mình đi hỏi những ai đó, thầy sư mình bố thí mình làm vậy đó, nó đúng mức chưa? Đó. Nó có đủ chưa? Nếu mà nó chưa đúng mức hay mà nó chưa đủ thì mình phải biết là mình cần phải học. Mà khi muốn học là phải học cái gì? Đó. Chứ không phải là lúc nào mình cũng cứ nghĩ là mình có khả năng thì không có nên. Khả năng thì cái vô rầm vô đâu cũng hỏi những cái pháp rất là cao siêu, nhưng mà không biết mình hỏi để làm gì. Đó, mình hỏi để làm gì? Hỏi mà mình không có áp dụng được thì hỏi để làm gì? Hỏi pháp là cái pháp đó mình phải thực tế, phải áp dụng được. Chứ còn nếu mình không áp dụng được thì hỏi cũng vô ích thôi. Dù rằng họ cái giải pháp giải gì cho mình cỡ nào đi nữa đó, thầy thêm thưa quý vị là rất là khó khăn ha. Rất là khó khăn chứ không phải nó dễ giống như mình ngồi nghĩ. Bởi vì pháp của Phật đó, quý vị nên nhớ đó, là muốn ngài trước khi ngài nói cái đó đó, ngài dạy những cái pháp đó đó, ngài phải sử dụng 4 A tăng kiện trong ngài đại kiếp để tạo 3 la mật. Thì cho rằng nghe em này rất dễ, không có giống như quý vị nghĩ đâu. Bởi vì mình không biết cái đó đó, thì nhất là mình cũng phải tu cả bao nhiêu ngàn kiếp rồi chứ không phải ấy. Mà nếu mình không có tu cho đầy đủ đúng mức rồi đó, thì mình có nói gì nữa thì mình nó hiểu cho thật sự nó không hiểu gì hết đó. Đàng hoàng phải có thầy rồi này kia, ngay cái ông sư đó mà quý vị biết 5 năm đầu đó là phải học bao nhiêu chuyện, chứ không phải là tu 1-2 ngày rồi cái ra có tiền hay là Phật tử nha, có đức tin kêu mua chùa mua đồ để cho mình làm này làm nọ. Thì thưa quý vị, cái đó là quý vị tự chết thì bị thương rồi, chứ không phải thế nào. Không có thể nào mà quý vị có thể thành tựu được hết á. Thành ra đó là những cái mình nên để, chứ không phải là mình cứ nghĩ là mình có khả năng. Nghe dễ hiểu quá mà có gì đâu khó hiểu. Nên nhớ đó là thành quả của 4 A tăng kiện 100 ngàn đại kiếp của Đức Phật. Mà mình nói nó dễ hiểu là mình coi chừng mình phỉ báng ngài, chứ không phải là chuyện dễ. Thành ra đó là những cái điều mà chúng tôi khuyên quý vị là nên cẩn thận đối với những cái điều mà trong 84 ngàn bài pháp của Đức Phật thuyết cho mình. Đối với mình cái bài nào nó cũng cao cả, chứ nó không có giống như mà mình hiểu đâu. Bởi vì nếu mà giống như mình hiểu á, thì có lẽ Đức Phật không có thuyết nhiều thì 45 năm trường để đi thuyết đâu. Hay ngài chỉ nói một vài lời hay là một vài bài gì là để cho chúng ta có thể có khả năng để mà đi đi tới nơi tới chốn được. Thành ra đó là những cái mà quý vị nên cẩn thận. Đừng có thấy mình vô mình nghe cái mình hiểu cái mình tưởng đâu nó dễ. Thật sự là nó không dễ giống như mình tưởng. Nó là cả vấn đề mà rất là khó khăn. Mà khi mà nó khó khăn như vậy đó thì chúng ta nên hiểu. Nó không phải là cái chuyện mà mình có thể một ngày một đêm mà mình ấy. Quý vị coi trong những cái mà về vấn đề mà tu chứng của các vị mà thánh tinh văn đó, không có gì nào mà bảo tạo 3 la mật mà dưới 100 ngàn kiếp đó. Mà đã không có tạo 3 mật dưới 100 ngàn kiếp như vậy thì quý vị nghĩ là nó dễ hay khó, phải không? Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thúc ngài đã chỉ dạy ạ. Dạ. Dạ con thấy bàn tay của Nguyên Trang, xin mời Sức Nguyên Trang. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Đức Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu.
Dạ cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ kính thưa ngài, con có đọc trong Thanh Tịnh Đạo á ngài, về cái phần giới đó ngài, thì ở trong đây có là nói cái chữ thứ là giác sát. Cái giác sát có phải là nghĩa là quán sát không ngài? Cũng như có một câu một đoạn là giác sát có hai, trong khi sử dụng là trong khi nhận vật sử dụng không lỗi, và khi người nhận giác sát chúng chỉ có bốn đại đáng nhàm chán, là khi dùng cũng giác sát như vậy. Dạ con kính dâng mic cho ngài để ngài có thể giảng dạy cho con cái chữ đó. Dạ con xin dâng mic cho ngài ạ. Con kính tri ân ngài, con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kinh bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị. Chịu thôi chứ tôi không có dám giải thích, chúng tôi phải đọc cái đó chứ. Còn nếu mà chưa thật sự đó mà không đọc thì chỉ có biết một sơ sơ một vài cái, mà bây giờ mà biểu hỏi vậy thì nói ra nó không có, nhiều khi nó không có mấy, mà nó xài cái ý nữa là rất là nguy hiểm. Để khi nào có dịp cái đó, có dịp để tiện quyển nó đọc cái tính sao, chứ còn còn bây giờ mà hỏi như vậy thì không có, không biết được đâu mà trả lời. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con xin đọc câu hỏi của Xích Kim. Bách cha tăng văn đi về đi ta bô vinh nhi, xin sư cho biết nghĩa chính xác. Con xin cảm ơn sư trước. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ hạnh, dạ kính thưa chư vị bạch tật tăng về thế tập bồ vi nhu hi tham mô. Cái câu này nếu mà nói giải nghĩa giải văn tắc là cho chính xác, tức là chánh pháp là gì? Chính pháp siêu thế mà bậc thiện trí đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập vào cái thánh quả đó để hưởng sự an lạc của niết bàn. Đó. Nghĩa là như vậy là được gọi là bạch trạch thân quê thế bồ quy nhu hiệp thông mô bạch thầy giá. Xin đọc lại câu hỏi của Thôi Kệ ạ. À. Sáu căn vẫn bị dính, biết thế nhưng cũng vẫn bị, có phải vì ái nhiễm ở sáu căn không ạ? À? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình biết không có tới nơi. Quý vị nên nhớ, quý vị biết với cái tâm thiện dục giới chỉ là đối trị mà thôi thì nó vẫn dính như thường. Biết với các tâm thiện sắc giới hoặc vô sắc giới thì nó chỉ đè xuống thôi, nó vẫn bị dính như thường. Khi nào biết với bốn đạo siêu thế thì nó mới bị chấm dứt. Đó. Thành ra cái biết của mình là cái biết dỗn, thành ra nó vẫn dính là cái chắc rồi. Nằm một với ta giá. Sao tốt, kính tri ân ngài ạ. Dạ, biết anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Hay là nãy giờ Trần Đạo có sót câu hỏi nào không ạ? Có thể giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là text chat trên màn hình cũng được. Xin mời Huynh Kinh có câu hỏi gì với ngài không ạ? À? Nãy giờ Huynh Kinh có vô lâu không ạ? Tại vì Trần Đạo không thấy. Dạ,
xin mời huynh kinh à. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ thượng tọa Lưu Tông, kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào tất cả quý vị. Alo, nghe rõ không? Alo. Kính thưa quý vị. Sẵn có thượng tọa Lưu Tông thì cũng xin hỏi thượng tọa Lưu Tông, có một số người đang có những cái nghi vấn, cái vấn đề mà về cái những cái sự khổ với lại sự lạc của cái thân ngũ uẩn này. Ta nói về cái thân mình chịu khổ là do kết quả của cái nhân quá khứ, rồi cái thân mình thọ lạc cũng vậy. Thì nhưng mà người ta nói là bây giờ nếu mà nói như vậy thì giờ họ có thể điều khiển được, họ muốn cái thân khổ họ quýnh vô cái thân họ đau, rồi cái thân thọ khổ, thì như vậy cái nhân quả chỗ nào? Và cái thân thọ lạc cũng vậy, họ chỉ cần tìm chỗ sung sướng, họ nằm mát mẻ là thân thọ lạc, vậy là họ có thể điều động được cái vấn đề và quả của cái nhân đó. Thì theo như thượng tọa Lưu Tông, cái vấn đề này phải nên giải thích như thế nào để nó được rõ ràng hơn về vấn đề nhân quả như vậy. Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn, kính thưa chư quý vị. Bây giờ nó nằm cho nó thoải mái là thọ lạc, biểu họ nằm chừng 2 tiếng hồ đi, còn nhũng nhích kìa. Còn mà nó khổ quánh, bây giờ mình không bánh gì đó ha. Mình nhịn tắm ba ngày bốn ngày có khổ không? Nó là một cái chuỗi nhân duyên liên hệ nhau, chứ không mình không có khả năng để mình đào tạo hay là mình tạo những cái gì đó để cho khổ thành lạc, lạc thành khổ. Đó, nó chơi cho nó thật cũng được, bởi vì khi có thân này là đã có khổ rồi, thành ra mình có nó rồi đó, mình có muốn làm nó cũng khổ, mình không làm nó cũng khổ. Cái quan trọng cái của mình là chỉ biết để ghi nhận nó khổ như thế nào, và khi mà nó được gọi là lạc nó như thế nào mà thôi. Bởi vì cái khổ này đó là do cái danh sắc nó sanh diệt liên tục không ngừng, thành ra nó mới khổ, chứ không phải khổ là do cái nhân trong quá khứ. Nói nhân quá khứ là mình nói theo cái quả của thân thọ khổ, thân thọ lạc. Nhưng mà thật sự ra đó, dầu rằng mình có thân, đang có thân thọ lạc, nhưng mà cái lạc đó nó vẫn sanh diệt như thường. Mà nó khi mà nó sanh diệt là chắc chắn nó phải đưa tới sự khổ, chứ làm sao nó không khổ được. Thành ra Đức Phật chỉ dạy là này chư tỳ kheo, từ trước tới giờ ta chỉ nói có khổ và con đường dẫn tới sự chấm dứt cái khổ đó mà thôi, chứ ngài đâu nói lạc. Phải không? Bởi vì dầu cái đó mình có gọi cái tên nó là gì đi nữa đó, nó cũng điều kiện của nó là sanh diệt. Mình không thể biểu nó đang sanh, mình biểu nó đừng diệt, nó đang diệt biểu nó đừng sanh là không có được. Nên mình không băng khắp được cái đó, mình không bắt buộc được cái đó, thì mình không có thể nào mình nói giống như mình giải thích được. Giải thích thì nói chơi cho vui cho nó thiệt thì thật đắc. Nam mô Bổn Thầy. Chào tất cả, kính chào thượng tọa Lưu Tông. Nhưng mà cũng có một số người nó thắc mắc giờ, bây giờ như giờ nó nói giờ tôi vô tôi ngồi thiền, tôi đang hành thiện pháp, nhưng mà ngồi thiền chút xíu nó đau nhất là cái thân tức thọ khổ. Thì như vậy không lẽ là thiền nó đưa đến cái quả thân thọ khổ đó sao sư? Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy. Giá kính bạch chư tôn, giả kính thưa chư quý vị. Cái thiền là công việc làm của tâm. Cái thiền nó không đưa tới thân thức thọ khổ. Bởi cái thân thức thọ khổ nó là quả của một trong 12 tâm bất thiện. Nếu mình nói quá khứ miễn bàn hiện tại, tại sao mình ngồi nó tê, mình ngồi không đúng cách, mình ngồi mà cái tâm mình nó không có thoải mái. Quý vị nên nhớ cái tâm mà khi nó không thoải mái là ác pháp. Ác pháp nó đưa tới cái gì? Cái sắc tâm là một loại sắc xấu, thì nó phải đưa tới trường hợp tê chứ không tê chứ làm sao nó không tê được. Rồi mình đổi thừa này đổi thừa nó không có nên. Mình phải nhìn vào
cái sự sinh hoạt của cái nhân duyên. Quý vị biết một cái tâm mà mình nói là nhãn thức hay thân thức gì, cái gì cũng biết. Một cái nhãn thức nó phát sanh thôi, hay là một cái thân thức tòa khổ tòa lạc gì nó phát sanh thôi. Trong đó nó có cả gần 100, trên 100 với trên 150 cái nhân duyên khác nhau. Mà khi trên 100 nhân duyên khác nhau rồi mình nói là đổ thừa tại bị là không được. Nhớ cái đó, đổ thừa tại bị là không được. Nó có cái trên 150 cái nhân duyên khác nhau. Bây giờ cái đó là cái sự mà vị nào học duyên hệ sẽ thấy cái đó. Thì nó do nhân duyên nó đưa tới cái sự đó chứ tại sao không đưa được. Mà cái nhân đó là nó rất là vi tế, mình không có khả năng mình thấy. Rồi mình cứ giải thích theo cái lối giải thích của mình đó. Thì cái lối giải thích đó nó không phù hợp với thực tế. Nó không phù hợp thực tế. Thì là có nhiều cái điều mà khi người ta nói mình nghe nó rất là hay, nhưng mà nó không phù hợp với cái điều kiện trong lúc đó. Chúng ta thí dụ cho Quỳnh Kinh Mì Lăng Đá cái này nào. Thí dụ hai chồng đó gây lộn, đưa ra tòa, một tòa không xử, bà vợ được giữ đứa con, nuôi đứa con. Chồng tức quá, ông nói ngài xử về xử ép con. Con cho cái thí dụ để ngài giải thích dùm. Con bỏ 25 đồng vô cái 25 sen vô cái máy rồi bán Coca Cola đó. Con bấm cái nó ra lon Coca Cola, và cái lon Coca của con là của cái máy. Ông tòa ông nói vẫn để bà đó giữ con nhưng với ông. Nó quên thấy không? Có những cái thí dụ rất hay nhưng nó không đúng thời. Mà nó sai lầm nữa. Thì làm sao mà mình nói vậy đó. Thành ra có những cái giải thích nó rất là không phù hợp với cái lý luận họ đưa ra. Có những cái sự giải thích theo cái không phù hợp với luận lý mà họ đã đưa ra phía trước đó. Nam mô Bụt Tát. Thì sẵn trong cái vấn đề này còn hỏi sư vấn đề mà ví dụ như có những vị mà ta đưa là những câu hỏi đó, người ta hỏi mình, mà khi người ta hỏi ra câu hỏi đó thì là nó thứ nhất là nó không đúng pháp, nó sai pháp, và tự nhiên khi những câu hỏi đó làm cho mình nổi tâm sân. Thì như vậy thì theo như sư thì hỏi chánh pháp mà tại sao mà cái tâm sân người ta lại nổi lên, thì vấn đề này là do nguyên nhân nào, do nhân duyên nào, con cũng lĩnh sư ạ. Nam mô Bụt Tát. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư vị, cái không phải câu hỏi đó làm cho mình nổi sân, mà cái nổi sân cái là tại vì câu hỏi đó không đúng thời và không đúng lúc. Câu hỏi đó không phải là câu, nó có thể nó không sai nhưng mà nó không đúng thời đúng lúc. Mà không đúng thời đúng lúc là mình bắt cái sự không đúng thời đúng lúc đó mình nổi sân, chứ không phải mình bắt cái câu hỏi đó để mình sân. Hai cái khác nhau rất là xa. Ví dụ như bây giờ huynh đang dạy về di pháp, tự nhiên có người không thèm hỏi di pháp mà hỏi chuyện tào lao trên trời. Câu hỏi đó nó đúng mà không đúng lúc, không đúng thời. Nên là cái lời nói mà đúng là phải nghĩa là chân thiện mỹ, đúng thời và đúng lúc, năm chuyện đó. Thì cái câu hỏi đó mới được gọi là cái câu hỏi mà đáng để lọt vô lỗ tai mình. Còn ngược lại, không lọt lỗ tai. Huynh học trong cái gì pháp huynh thấy đó, tại sao có những cái lộ trình tâm nó có cái ảo cả phá quan khá là sao tạo thấy được, nó phải nổi sân để cho cái nó có một cái a khanh tục cả phá quan khá về chung rồi đó, phải không? Thì trường hợp này cũng vậy, không phải câu hỏi hay mà mình nổi sân, nhưng mà hỏi không đúng lúc không đúng thời. Mình nói sân gì cái chuyện không đúng lúc không đúng thời. Nó mô cái tay á. À, xa lâu xa lâu. Dạ, kính thưa anh thầy. À, thì trong cái vấn đề nghe này, con sẵn dịp con cũng hỏi luôn cho tất cả Phật tử chúng ta được học. Thì khi mà một người mà nghe thấy một cái lời nói gì đó, hay là một cái giọng nói nào đó, thì làm thế nào để cho mà mình giữ được tâm mình, để cho nó được an định, được cho nó được an trú trong thiện mà nó không bị rơi vào trong pháp bất thiện. Thì theo như sư thì có phương pháp nào mà
dễ thực hiện nhất để cho gìn giữ được mắt tai mũi lưỡi thân cho nó được đúng pháp. Thì theo như một số sách thì nó nói là phải dùng kỹ thuật Yoniso Manasikara và khéo như lý tắc ý. Thì khéo là khéo như thế nào thì nó lẹ quá thì làm sao mình khéo được. Vừa nghe cái là nổi sân, vừa thấy cái là bực mình khó chịu, thì làm sao mình có được cái khéo tắc ý được đúng lúc ngay lúc đó. Thì theo kinh nghiệm của sự tu tập này, thì có phương pháp nào để cho mà Phật tử được ứng dụng một cách dễ dàng không? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa đức chư quý vị. Thật sự phải theo lại Phật dạy, thì Phật dạy là mình nghe cái gì đó khoan vào tin cũng đừng nên bỏ, nhưng phải y vào luật và y vào pháp. Thật sự ra đó mình nổi sân trong trường hợp là mình không có khả năng y vào luật, y vào pháp thì mình mới nổi sân. Còn cái người mà có ta khả năng ta y vào luật, y vào pháp để ta quán xét cái điều mà người khác nói đó thì người ta không có nổi sân. Nhưng thường thường là tại vì mình còn thiếu những một số cái điều kiện, mà khi mà mình thiếu cái điều kiện đó, thì mình không thể nào được gọi là có Yoniso Manasikara được, mà thường là Yoniso Manasikara hết á. Thành ra cái muốn tránh những cái đó thì ít nhất mình phải học cho nhiều, tức là gọi là phá hủ sutta đó, thì mình mới y vào một số cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy thì mình mới có thể mình đối trị được với nó. Chứ còn bây giờ hỏi là mình không có khả năng đó thì chắc chắn là phàm nhân này còn đủ bao nhiêu phiền não thì mình có đủ hết, thì làm sao mà không sân gì không gì được. Cái người mà nghe người ta hỏi tào lao vậy đó mà không sân đó, còn chỉ có một trường hai trường hợp thôi, đó là người đó nghe là bất tỉnh, hay là đang ở trong nhà thương Biên Hòa thôi. Nó mới không có khả năng đó, chứ còn biết suy nghĩ chút là phải đổi sân là cái chắc, tại vì mình không có khả năng để mình y cứ vào cái chỗ nào đó để mình dựa. Cái chỗ nào để mình dựa, nếu mình có cái khả năng để mình dựa vào cái gì đó thì cái đó nó đỡ rồi. Anh đó Đức Phật đầu tiên mình cũng dạy đó, biết thì thưa tốt, không biết thì kiếm một cột nào đó dựa. Còn Phật dạy là gặp nhau thì không có chuyện để nói, thì nên im như Phật Thánh là vậy đó, để cho mấy cái trường hợp đó nó đừng có phát sanh. Mà mình gặp nhau là cái nổ trước cái đã, mà khi nổ thì chắc chắn chuyện gì tới nó phải tới thôi. Nam mô Bổn Thầy, giá kính trân Tùng Phật Lưỡi Văn. Nhưng mà có một số vị người ta cho rằng khi mà mình thấy hay là mình nghe một cái gì đó mà mình nổi tham hay nổi sân, tại vì mình đặt cái tự ngã mình vô, thì theo như sư vấn đề này thì mình nên hiểu như thế nào? Thì đâu có gì đâu mà đặt tự ngã, thấy nghe nghe thấy chứ đâu có tự ngã nào suy nghĩ trong đó. Thì vấn đề này thì mình phải nên hiểu như thế nào để đúng theo pháp, là tại sao lúc đó nó khởi lên vậy, mặc dù người đó đâu có nghĩ gì đến cái tôi hay là cái không phải là tôi. Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Nên nhớ đó, cái thần kiến nó rất là vi tế. Khi mình nghe cái phần tiếng bây giờ cũng chui vô đó, cái đó automatic, dù rằng nó không có hiện ra rõ ràng giống như mình nói, mà mẹ nghe mình kể nhưng nghe không phải đâu, nó automatic, tức là khi nào có đụng chạm là có chứ, có cái tôi trong đó liền, chứ làm sao không có được. Bởi vì mình chưa phải là bậc thánh sơ quả, thành ra nó phải có, nhưng mà nó quá vi tế rồi nên mình không có khả năng mà mình thấy thôi, không có khả năng để biết nó mà thôi, chứ không phải là không có. Thành ra khi mình nghe cái gì mình được đụng chạm này kia xong đó là cái tôi nó sừng lên liền. Vậy cái đó là thân kiến, mà thân kiến trong tất cả mọi người đều có hết á, ngoại trừ bậc thánh mà thôi. Mà khi có thần kiến đụng vô nó là nó phải sưng lên, chứ làm sao mà không sưng được, bảo đảm nó sưng lên liền. Mà nó sưng nhanh hơn mình tưởng tượng, bởi vì trong cái bốn tay tâm sanh diệt tới 1.000 tỷ lần, mà trong 1.000 tỷ lần là nó là bao nhiêu cái điều mà phải quấy trong đó rồi. Rồi mình nghe cái tâm mình nó dừng lại, nó nghe không có đâu, nó vẫn sanh diệt, nó nghe nhưng mà nó vẫn sanh diệt như thường. Mà khi mà nó sanh diệt như thường thì chắc chắn cái tôi cái ta nó phải kèm theo đó, mà nó rất là vi tế.
chứ không phải là nó không có, nó vẫn có như thường. Hằng ngày tất cả công việc gì đó, nay cả mình nghe về con tôi nghe chứ không phải là ai nghe đó. Nhưng mà cái tôi nó trở thành cái thói quen rất là đặc biệt, mình không có phân biệt được cái đó là tà kiến, nhưng mà thực sự nó là tà kiến, tại nó là một loại thần kiến mà. Thì mình cứ hằng ngày để mình quan sát mình thôi, coi cái gì cũng vậy, nghe là có chữ tôi trong đó, liệu rằng mình không nói ra tôi nghe, hỏi nghe không nghe, nhưng mà trong nghe nó vẫn có ẩn tàng cái chữ tôi trong đó, chứ làm sao không có được. Nam mô Bích Thầy á. À, sao bây giờ kính thưa Đức Phật Lưu Phong, thì sẵn với sư trình bày nói về vấn đề thân kiến với lại cái vấn đề hoài nghi với cấm thủ, thì cái hoài nghi theo như vấn đề này thì mình nên hiểu như thế nào? Ví dụ một người mà ta không còn hoài nghi về Phật pháp tăng, ví dụ như ta học hiểu được pháp thâm sâu, ta không còn hoài nghi nữa, thì như vậy vị đấy có vị đó có được gọi là một vị đã đắc thánh chứ sư, hay gọi là một vị tu là quần chứ sư? Bởi vì nó không còn hoài nghi nữa, mà không còn hoài nghi thì được gọi là tu là quần, hay là tu là quần thì không còn hoài nghi. À, vấn đề này còn công tính sư. Nam mô Bụt Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, cái hoài nghi mà gọi là phiền não đó, nó có hai loại. Loại thứ nhất là theo vì diệu pháp thì nó có 8 chuyện để nói, theo tạng kinh thì nó có 16 chuyện để nói, cái đó là hoài nghi là phiền não. Còn có những cái loại đó nó có cái trạng thái giống như hoài nghi nhưng mà không phải hoài nghi, thì cái đó bậc nào cũng có, bậc thánh cũng có, cái gọi là bà tỳ ru bà cả quý chi kê chả, bà tỳ ru bà cả quý chi kê chả, tức là thí dụ như bậc a la hán thấy một cái vị đó thấy quen quen mà không cái nghi mà không biết mình gặp ở đâu, thí dụ vậy. Hay là đi trên những con đường xa lạc đó mà không biết quẹo đâu, mình cứ nghi mình có đi lần rồi, thì cái đó gọi là bà tỳ ru bà cả quý chi kê chả, tức là cái lối có trạng thái giống như hoài nghi nhưng mà không phải là phiền não, nó không phải là phiền não. Còn cái phàm nhân đó mà chưa phải là bậc thánh sơ quả đó, thì chưa diệt được hoài nghi đó, thì nó nằm trong 18 trường hợp theo di pháp và 16 trường hợp theo tạng kinh đó, thì mới gọi là hoài nghi là phiền não. Còn ngoài ra đó còn nhiều hơn bậc thánh thì vẫn gọi là bà tỳ ru bà cả quý chi kê chả, có trạng thái giống như hoài nghi nhưng không phải là phiền não. Mình nên nhớ cái đó. Nam mô Bụt Thà Giá. À, sao thứ à, cái tiền được Phật Lưu Phật. À, mấy quý vị có ai đặt câu hỏi không? Nãy giờ sao chưa thấy ai em ru đây. À, mời quý vị chuẩn bị câu hỏi rồi anh nhé. À, thì sẵn dịp hỏi thượng tọa Thế Tông về vấn đề mà cái sự nhớ lại, sự tưởng lại, thì kính thưa sư, với một cái vấn đề mà ví dụ lần đầu tiên mà mình thấy được, mình nghe được, thì tại sao lúc đó cũng có cái đầu sơ tưởng nó có mặt, thì nó tưởng nó nhớ cái gì chứ lần đầu tiên mà đâu có biết gì đâu mà tưởng với nhớ trong đó, và tại sao cái tưởng nó lại có mặt trong lúc mà khi mình thấy được một cái gì đó đầu tiên sanh khởi. Ví dụ như mình gặp một cái gì đầu tiên thì cũng có tưởng, mình nghe cái gì đầu tiên cũng có tưởng, mặc dù mình chưa từng thấy, chưa từng nghe cái đó. À, con cũng tỉnh chưa? Nam mô Bụt Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, cái tưởng mà là tưởng quẩn nó khác, mà cái tưởng không phải là tưởng quẩn nó khác. Nhớ cái đó. Thành ra cái trong cái phẩm mà về Sankhara Yamaka đó có nói tới tức là cái tưởng đó đó, nếu mà nó là tưởng quẩn á thì nó phải nhớ có điều kiện, còn cái tưởng mà không phải là tưởng quẩn á, nó cũng có tên là tưởng nhưng nó gọi đích thì sảnh gia, nó không phải có tên là sảnh gia nghĩa là sảnh thá, tức là sankhara hành thá, tức là hành quẩn á, thì cái tưởng kia đó là nó qua cái điều kiện khác chứ nó không qua cái điều kiện kinh nghiệm nữa. À, tưởng quẩn thì nó mới biết qua điều kiện kinh nghiệm, còn cái tưởng kia là không có qua điều kiện kinh nghiệm,
cái tưởng không phải là tưởng quẩn. Cái đó có giải thích trong trong cái Sankhara Yamaka. Thành ra cái mà mình thường mình nói tưởng tưởng đó là cái đó không, cái đó là tưởng. Bali gọi là Ditthi Sanya, tức là tưởng vì cái sự thấy, nghĩa là hay là vì cái mình nói tà kiến cho đó là không đúng, bởi vì Ditthi Sanya chứ Ditthi cho đó đó có nghĩa là thấy đó. Thấy nhưng mà biết với cái hành động giống như tưởng nhưng mà không phải là tưởng. Còn cái tưởng mà mình nói là biết qua điều kiện đó, tức là phải thấy rồi để gặp để nhớ đó, cái đó là tưởng quẩn, hai cái khác nhau. Nó vẫn là tưởng như tưởng nhưng mà hai khác nhau, phải phân biệt rõ cái lúc nào có nào là tưởng quẩn, cái nào là tưởng mà qua tưởng quẩn thì nó cái điều kiện thấy biết nó khác nhau. Nó mô bích thầy á. Dạ, sao thứ kính dân thường tòa lưu vong rất nhiều. Không biết quý vị nghe có nắm bắt được những cái ý của sư không ạ? Có những cái cũng rất là tuyệt vời. Không biết có ai có câu hỏi chuẩn bị sẵn nha. À, thì kính thưa sư, trong cái vấn đề tưởng này đó, tức là thực sự nhớ lại sự trạng lại như vậy đó, thì nó khác với cái niệm như thế nào thưa sư? Niệm cũng là ghi nhớ, sự ghi nhận, sự ghi nhớ, thì hai cái này mình dịch ra thấy nó giống như là nó xem nhau, nó cùng xem với nghĩa, nhưng mà nó một cái thì lại là thuộc về tâm sở bình thường tạ tha, còn cái nằm bên tâm sở thiện. Thì con cũng thỉnh sư giải thích hai cái sự khác biệt giữa tưởng và niệm này nó có đặc thù như thế nào. Và con cũng thỉnh sư. Nam mô Phật Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó, hai cái này nó khác nhau. Cái tưởng kia là tưởng có điều kiện. Nếu mà nói cái tưởng sảnh già mà sảnh giác hành tha đó, tưởng có điều kiện. Còn cái tưởng mà cái niệm đó mình coi nó nhớ lại đó, thì nó nhớ lại không phải cái điều kiện đã biết, nó nhớ nó không phải điều kiện đã biết. Có những cái điều kiện đã biết nhưng có những cái điều kiện thấy đó ghi nhận đó nhưng mà không phải đã biết. Thí dụ như bây giờ cái người mà hành thiền minh sát rồi mà có Atabi Sambhasano Satima đó, thấy cái gì? Thấy chính xác, có thể là trong đời chưa bao giờ từng thấy, thì lúc này thấy đó. Thì cái ghi nhận cái đó, cái tưởng cho đó, cái niệm đó, họ vừa thường thường họ không có dịch là tưởng mà họ dịch là ghi nhận hoặc là quan sát, chứ họ không về tưởng. Ví dụ là nhiều thứ lắm, bởi vì khi nó phát sanh đó, nó thấy cái đó. Rồi thường thường Việt Nam mình hay là một số cái ngôn ngữ không có nhiều cái chữ này là cái dựa vào cái chữ đã có sẵn là cái dịch về hoài riết rồi đó. Mình hiểu sai cái đó là khi nào nói phải đề cập tới chữ Bali rồi nó biết. Thành ra chữ 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 niệm đó, có khi dịch là tưởng được, có khi dịch là quán cũng được, có khi dịch là nhận biết, có khi dịch là ghi nhận, ghi quan sát gì đó, nhiều chuyện lắm, tùy theo chỗ. Còn cái tưởng kia đó là chỉ biết là nhớ hoặc biết qua điều kiện mà thôi. Không có điều kiện là không biết được. Dầu rằng nó có mặt nhưng mà cái khác biết chứ không ai nó biết. Ví dụ trong lộ trình tâm đó, bao giờ cũng có cái tâm sở tưởng, tưởng là tưởng quẩn đó. Nó có mặt nhưng mà nó không có, nó chỉ phụ giúp cái gì đó chứ nó không phụ giúp để nhớ lại. Nó không phụ giúp nhớ lại. Nó có rất nhiều cái chuyện mà khi mình đề cập lên nó rất là chi tiết và nó rất là vi tế, chứ nó không phải giống như mình ghi dịch ra mình tưởng rồi cứ tưởng giống nhau ra, nó không có giống nhau. Qua một số cái điều kiện, qua một số cái nhân gần, qua một số cái nhân xa gì ông rồi đó, thì mình đã biết cái đó là tưởng như thế nào, còn cái kia là có thể dịch tưởng hay không, hay hoặc là dịch biết hay là ghi nhận hay là quan sát. Đó là tùy theo những cái chỗ mà nó đang ở, mình nói là nó phải biết cái chỗ mà mình nói, chứ còn nếu nói theo nghĩa thông thường người ta dịch cái đó coi chừng nó đi sai xa lắm. Nam mô Bổn Thầy á. Sao hữu kính đền từng tòa lưu vong. Hai vấn đề này cũng nhức óc cũng thì sẵn cái vấn đề này thì theo như sư thì vấn đề một cái tưởng á với là cái tưởng tượng, hai cái này nó khác nhau như thế nào thưa sư? Ví dụ như mình thấy một người đó là mình nhớ, mình biết được ở đây là người này, nhưng mà khi mình thấy người đó xong mình tưởng tượng ra một cái gì đó khác ngoài vấn đề đó, thì theo như sư cái tưởng tượng với cái tưởng này hai cái
nó có cái sự khác biệt như thế nào nhà con tỉnh thì ạ? Nam mô Bích Thầy và dạ, kính bạch chư tôn thì dạ kính thưa chư vị khác nhau xa chứ. Cái tưởng tượng là gì nè, là mình thấy cái đó là mình có thể là cái trí của mình nó nhận làm là cái gì khác, thành ra mình phải 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 thêm bớt nha. Ví dụ vậy dễ hiểu nè, có người đó có cái tướng giống như bà xã mình thì giống thôi, mình nhìn từ xa cái là mình có tưởng tượng liền à, mình không biết cái gì ông trùm á. Nếu mình nhìn mình thấy rõ hơn chút, mình thấy là chắc quen hay là có bà con gì bên bên dòng họ bà xã sao có tướng giống, ví dụ vậy. Cái đó gọi là tưởng tượng, tức là mình thêm bớt vô. Chứ còn cái tưởng kia thì thường thường đó nó chính xác hơn. Cái tưởng mà về tưởng quẩn đó, nó chính xác, tại nó biết qua điều kiện mà, nó biết qua điều kiện, đúng không? Còn cái này mình thêm bớt cái tưởng tượng đó, mình thêm bớt, nhưng mà chúng tôi không biết Pali là cái chữ nào, chúng tôi biết là tiếng Việt mình không biết nó là cái gì, mình cũng không rõ, nhưng mà đại khái anh ta nói tưởng tượng tưởng đó. Tức là mình thấy giống một cái rồi mình tưởng mình vẽ thêm một cái nữa đó, thành ra mình gọi là tưởng tượng đó. Anh ra không biết tưởng tượng tượng đây có phải voi không, tưởng tượng này sao thấy giống voi hay sao không biết. Anh ra tưởng tượng thành tưởng voi không chừng. Nam mô Bích Thầy giá. À, sao đó dạ, kính thưa sư. À, thì cũng trong cái vấn đề này thì như một người chẳng hạn, như một người nghệ sĩ, một họa sĩ chẳng hạn, khi người ta thấy được một cái cảnh nào đó thì lúc đó cái bắt đầu người ta khởi lên một cái sự tưởng tượng lên một vấn đề đó, họ sáng tác ra được những cái tác phẩm tuyệt vời. À, thì như vậy cái mà họ do thấy cái cảnh họ nhớ lại gì đó rồi họ phát sanh cái sáng tạo đó, thì cái sự sáng tạo đó có phải là trí tuệ không sư? Có phải phát sinh là do từ trí tuệ hay là do cái tưởng tượng của họ? Dạ, con cũng tỉnh sư. Nam mô Bích Thầy giả dạ, kính bạch chư tông hiền giả dạ, kính thưa chư quý vị, cái đó có thể cũng gây ở trí tuệ, có thể không không phải, bởi vì nhiều khi nó do cái một cái loại tiền nghiệp trong quá khứ mình gọi thường cận y duyên đó, ngay trong nhiều kiếp gần cái kiếp này đó họ sống ở những cái cảnh giới như vậy vậy vậy, vậy đó, thì sau này họ thấy cảnh tương tự họ có thể họ cái họ ra những cái đó được, chứ không hẳn là trí tuệ. À, nhưng mà cái trí tuệ đó, cái gì ta nhớ trí tuệ thường mình gọi văn tư tu đó, trí tuệ đó, cái mà mình thường hiểu lầm đó, mình nói là tệ tư đó, là mình suy tư cái này nọ là tệ tư, cái đó không phải, nên nhớ chuyện đó không phải, bởi vì cái tệ tư đó mình hiểu vậy đối với đời, cái tệ tư đối với đời là cái đó anh chưa ai nghĩ ra, mà mình nghĩ thì dùng mấy người mà ta chế tàu ngầm chế máy bay rồi đầu tiên mà ta nghĩ ra cái hình thức đó, đó mới gọi là tư. Còn cái tệ mình học kinh kinh điển là cái mình suy tư theo đó, mình nói tệ tư đó là trật, vẫn là tệ văn như thường, bởi vì mình suy tư theo cái sự hiểu biết của người khác đó. Còn cái tệ tư chỉ phát sinh ở những cái Bồ Tát tự giác mà thôi, ví dụ như Phật đầu giác đi rừng thấy lá cây rớt xuống quán xét cái gì đó là đắc đạo quả, tức cái đó mới gọi là tệ tư, bởi vì chưa ai thấy cái đó mà đắc đạo quả, ngài thấy ngài đắc đạo quả. Còn này mình đắc đạo quả gì, bởi vì mình nghe người ta thì cái đó sẽ gọi tệ tư, vẫn là tệ văn như thường. Thành ra chúng ta đó đang học Phật pháp thì chúng ta chỉ có hai loại mà thôi, thứ nhất là tệ văn, thứ hai là tệ tu, chứ không có tệ tư, bởi vì mình suy tư theo cái hiểu hiểu biết của người khác, bởi cái đó là cái thành quả của Đức Phật đã tìm ra sau 4 A Tăng Kỳ rồi, mình tư duy mình suy tư theo đó, thì cái sự suy tư đó không thể gọi tệ tư được, bởi vì cái đó là cái thành quả của người khác, làm sao mình gọi là phải không, thành quả của người khác là mình sao mình lấy được đó. Thành ra cái trí tuệ nó phát sinh nó tùy theo một số cái điều kiện, nếu mình học cái của người khác á, thì cái đó, đó cái chỗ đó đó cái tưởng tượng nó vẫn có thể gọi là có, không thể gọi là trí tuệ được, trừ phi họ do một cái tiền nghiệp nào trong quá khứ mà họ ở cái nơi không có đó, tự nhiên họ suy nghĩ ra được hay là họ tưởng tượng ra cái gì đó đấy đó, thì mà cái đó mới gọi là trí tuệ được, chứ còn nếu mình dựa vào cái khác để mình thêm bớt này kia thì không thể gọi trí tuệ được, bởi cái đó là mình suy tư theo cái của người khác đó. Anh tùy theo trường hợp mình nói, cho mình lúc nào mình cũng nói trí tuệ không là có thể là anh không chính xác. Nam mô Bích Thầy á.
sao thứ à, kính đường tạo liệu tâm rất nhiều à, thì sẵn cái chữ từ 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 này còn nhớ liên tưởng đến cái Chetana thì theo như vấn đề cái chữ Chetana này nó theo như sư phải nên hiểu như thế nào mới là chính xác. Có người nói Chetana là chính, Chetana là nghiệp à, là thai tạng là nghiệp vân vân. Thì theo vấn đề này thì cái Chetana này, cái tâm sở tư này nó trong trong quả thì mình phải hiểu như thế nào nó cũng là nghiệp hay sao chứ à, trong tâm quả thì làm sao mà kêu là nghiệp được à, con cũng tỉnh sư giải thích cái này như thế nào à. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Tại vì mình dịch như vậy đó thành ra mình dịch từ tư là nghiệp nghiệp thành ra mình không hiểu nó nằm chỗ nào bởi vì cái nghiệp đó, theo mình học đó, thì nó có hai loại nghiệp đồng sanh và nghiệp di thục mình nhớ chưa đó thì cái tâm sở tư này đó hay là có nhiều chữ dịch tư tắc ý dùm dùm không biết nhưng mình nói là chê tà na chê tà si cà chê chắc ăn à. Định nghĩa của nó là pháp kích thích và nhắc nhở tâm cùng các tâm sở đồng sanh trong nhiệm vụ của mình thành ra nó phát sinh ở đâu cũng vậy cái nhiệm vụ nó là kích thích và nhắc nhở các pháp đi với nó tức là tâm tâm sở đi với nó để làm tròn cái nhiệm vụ của mình đó. Thành ra nếu nó kích thích cái đó mà trong những cái động tác thì nó có khả năng cho quả còn mà nó ở trong những cái tâm quả thì nó làm cho cái quả đó tròn tròn hoàn tròn đủ tròn hoàn hảo mà thôi chứ nó không có kích thích để cho cái quả khác hai cái khác nhau thành ra khi mình học mình phải hiểu cái cách dịch trong Bali nó như thế nào họ dịch rất rõ ràng. Đa số mình dịch theo người đời hay là theo mấy ông Hán rộng cái dịch là tư tư hay gì gì đó ấy. Trong Bali nói rất rõ ràng là pháp kích thích và nhắc nhở tâm cùng các tâm sở đồng sanh làm tròn nhiệm vụ của mình. Nó thì nó nằm ở đâu thì nó vẫn là tâm sở tư chứ làm sao mà nó cho quả hay không cho quả. Cái cho quả là nó có nhiều điều kiện khác. Chứ đâu phải là cái tâm sở đó nó có khả năng nó cho quả đâu. Nó đi rất nhiều cái điều kiện. Mà trong một trong những cái điều kiện là nó phải đi chung với những cái tâm sở khác, tâm sở nó phối hợp lại để nó có khả năng nếu mà ở trong động tốc thì nó mới có khả năng nó cho quả. Thì trong cái chú giải họ thí dụ ba cái tâm sở này nó có cái giống như nó giống giống nhau nhưng mà để ý cái sự khác nhau của nó. Tức là nó tâm sở tầm nè, tâm sở tư nè, cái tâm sở chú ý tức là Manasikara đó. Thì tâm sở tầm thông thường mình học là các pháp mà nâng tâm hướng về đối tượng còn là tâm sở tư là pháp chủ tâm đến đối tượng tâm sở chú ý là pháp quan tâm đến đối tượng đó thành ra nếu mình dịch cái kiểu đó bây giờ mình thấy cái sự khác biệt giữa ba cái đó thì trong chú giải có thí dụ về việc đô thiền đó việc đô thiền đó là như thế nào thì cái đô thiền đó thì nó có một số bộ phận chánh thì cái tâm sở tư đó với người đứng đầu thiền tức là gì đó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là chụp lấy cái cờ để đạt tới mục tiêu có nghĩa là chiến thắng ông ta không có làm ông ta đứng đầu vậy đó còn tâm sở chú ý đó là giống người cầm lái là có nhiệm vụ giữ cho cái tàu đi thẳng thôi chứ không có nhiệm vụ khác đó nhưng mà tâm sở tầm đó thì với người chèo thuyền ở giữa đó thì ba cái người này đó mới đẩy con tàu tới nơi nó làm dù vậy đó thành nó muốn có cái quả thì tối thiểu phải có ba chuyện nhưng mà quý vị biết cái tâm mà động tốc nó tối thiểu nó phải có mười nhiều 17 18 cái tâm sở đi theo cái đầu ở dưới hay không đó thì nó mới làm thành cái nhiệm vụ của nó được thì cái thí dụ để cho thấy ba cái đó nó mình tưởng nó như một nếu mình dịch bình thường là mình tưởng nó như một nó giống nhau chứ thật sự nó không có giống nhau làm nhiệm vụ nó để chứng tỏ cái sự khác nhau và nó đưa tới cái thành quả của cái sự cho quả đó nếu nó ở trong một số cái trường hợp mà nó không nó phụ chỉ phụ giúp để cho cái quả đó hoàn hảo trong một số trường hợp khác nam mô Bụt Thầy á dạ xa thứ dạ kính thưa thầy tự tâm rất nhiều dạ, cả cái
cái tâm xả từ này nó rất là quan trọng nha, rất là khó chứ không phải dễ nắm bắt được. Thì có một cái số vấn đề mà người ta nói về cái tâm xả từ này thôi. Thì người ta nói tâm xả từ mà trong cái động tốc hiệp thế này kia thì nó tạo nghiệp, nhưng mà trong siêu thế thì nó lại là diệt nghiệp. Thì theo như cái vấn đề này thì sư Thỉnh sư giải thích như thế nào tâm xả từ mà trong tâm siêu thế là diệt nghiệp? Còn của Thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái tâm sở tư nó đâu có diệt nghiệp. Diệt nghiệp là nó do tám cái anh chàng kia, thì trong anh chàng mà đứng đầu là tâm sở tây nguyên chứ không phải là tâm sở nghiệp. Nhưng mà điều như chúng tôi nói đó là nó đôn đốc và phụ giúp các tâm về tâm sở đồng sinh, nó làm tròn cái nhiệm vụ. Thì cái nhiệm vụ mà cắt đứt những cái gì đó là nhiệm vụ của tám cái chi kia. Tám cái chi rồi mình gọi là bát thánh đạo đó, nó tới con đường tám chi đó đó, chứ không phải là do cái tâm sở tư này. Tâm sở tư này cái nhiệm vụ là đôn đốc để làm này làm nọ thôi, chứ nó đâu có nhiệm vụ đó đâu. Mình phải hiểu cho đúng là chỗ đó, chứ còn nếu mà mình hiểu kiểu đó là nhiều khi mình hiểu sai, hiểu xa đó, hiểu sai xa chứ không có dễ đâu. Nó không có việc vậy đó. Cái việc là do tám cái anh kia, tại sao ở chỗ khác nó đi không có đồng đều, nhưng mà trong tâm đạo nó phải đi cho một lượt là vậy đó, gọi là ni do tô e cà tô mắc khá đó, tức là nó phải đi một lượt nó mới có đủ sức để nó đè cái ví dụ nó ở trong tâm đạo thứ nhất nó có đủ sức để nó đè nó ba cái anh cha chết ngắt, tức là mình nói theo danh từ của tạng luận tạng tạng luật ý tạng kinh đó là thần kiến hoài nghi giới cấm thủ, nhưng mà nói theo tạng diệu pháp thì nó là năm cái tâm tất cả, tức là bốn tâm tham học tà và một cái tâm si hoài nghi đó. Thì nó có nhiệm vụ nó phụ giúp tám anh chàng đó để đè mấy ông cái anh đó để kiếm là làm việc thôi, chứ nó đâu có nhiệm vụ gì mà việc nghiệp gì đâu. Phải không? Chứ nếu mình dịch là việc nghiệp tức là khi mà cái tâm đó nó phát sanh thì nấy đâu có, nó vẫn là nghiệp như thường. Trong cái phẩm mà bộ pháp bộ đại sứ đó, cái chỗ đó đó nó có danh từ nó gọi là gì đó, tự nhiên quên cái danh từ, nó có danh từ riêng để chỉ tâm sở tư trong đó chứ không phải không mình chỉ, nhưng mà không, cái chỗ đó không phải là tạo nghiệp hay diệt nghiệp gì cả, mà chỉ phụ giúp tám cái kia để diệt phiền não mà thôi. Mà khi mà diệt phiền não thì tự những cái phiền não mà nó cho mình đi tái sanh ở đâu đâu đó, khi mình diệt được những cái phiền não đó thì cái sự đi tái sanh đó cởi kể như được chấm dứt hoặc trở thành vô hiệu nghiệp là như vậy. Nam mô Bích Thầy giá. À, thưa sao thưa dạ kính thưa mừng từ lúc đầu thì có cũng có một cái số sách con đọc thấy nói về cái tâm sở tư này, trong cái tâm sở thế đó là một phần sự là giống như nó cắt đứt cái sự luân hồi trong bốn cõi khổ, là tối thiểu là trong bốn cõi khổ. Thì theo như vấn đề này thì theo cái sư thì cái vấn đề này người ta đưa như vậy có đúng không ạ? Cắt đứt được sự luân hồi trong bốn cõi khổ, rồi cắt đứt sự luân hồi trong dục giới, rồi cắt đứt sự luân hồi trong vô sắc giới, sắc giới vô sắc giới, thì chính cái tư nó làm phần sự này, chứ không phải là tự quyền là phần sự này. Con cũng thỉnh sư giải thích thêm ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Anh nói vậy là không có chính xác rồi, chứ chúng tôi nói đó tâm sở tư nó không có phê, nó không có diệt được phiền não. Nó không có diệt được phiền não, mà tám cái chi đó nó mới diệt phiền não. Tâm sở tư là nó đôn đốc thúc giục tám cái chi đó làm tròn nhiệm vụ của mình mà thôi. Thì cái chuyện mà chấm dứt bao nhiêu kiếp hay gì gì đó là do nhiệm vụ của đạo đế, chứ không phải là do nhiệm vụ của tâm sở tư đó. Thì nếu mà tâm sở tư nó có khả năng diệt phiền não thì mình đâu cần hành thiền tứ niệm xứ để làm cho tám cái chi của bát thánh đạo nó có năng lực chi. Phải không? Tối ngày cứ hành đem tâm sở tư đâu mình hành hạ nó ra cho coi cỡ nào cho biết. Thì nó nói vậy là nó không có chính xác. Mình nhớ cái mà làm cho bớt
cõi tái sanh hay này kia sùm nó không nằm ở trong tâm sơ tư mà nằm trong cái con đường bát thánh đạo đó. Tâm sơ tư chỉ là một cái pháp điều hành để cho những cái tâm sở kia nó đầy đủ cái điều kiện để nó làm trọn cái nhiệm vụ của nó, là nó diệt phiền não, mà diệt phiền não mới gọi là trốn luân hồi hay là chấm dứt luân hồi tùy theo điều kiện. Chúng ta hay nói là mình tạo thiền pháp dục giới, tức là mình trốn, nhưng mà tạo được phương pháp siêu thế đó, tức là mình diệt, là vậy đó. Nên là thiền pháp siêu thế khi nào mà cái tám chi đó mà nó phát sanh lần đầu tiên là mình giật bụng, giật bụng mà không nào theo làm được mình gì hết á. Khi nào mà nó phát sanh bốn lần thì giật luôn hết đó. Còn bây giờ thì mình đang tìm cách mình trốn thôi, mà trốn được thì trốn được thì phải trả, trốn được thì trốn được nó bầm mình đáng chịu. Nam mô Bích Thầy á. À, thứ sao thứ là kính trường đường tạo lưu tâm. Bây giờ chưa ai hỏi tên ra thì sẵn cái vụ tư tư này con cũng thỉnh sư giải thích thêm vấn đề mà liên hệ đến thành gì nhân duyên. Thì nói giờ do cái vô minh duyên hành, hành tức là sở hữu tư, hành hoặc hữu là nói về sở hữu tư. Thì sở hữu tư hành là duyên thức thì cũng chính là do sở hữu tư duyên thức, thì hành là duyên thức và sở hữu tư duyên thức. Thì như vậy mình phải nên hiểu như thế nào mà vô minh là duyên cho hành, tức là vô minh là duyên cho tư. Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nên nhớ chư hành để nó có nhiều loại hành, mà trong duyên hệ duyên khởi này nó có nhiều loại lắm, chứ nó không có dễ giống như mình thường mình để ý cái đó. Mình nói cái đó vô minh duyên hành thì hành trong này nó có bao nhiêu loại, chứ không phải lúc nào vô minh nó cũng duyên hành hết đó. Nó có bảy cái loại hành, không phải là quả của vô minh, nên nhớ đó. Quả của vô minh thì nó có mấy cái hành, sáu cái hành nó gọi là gì, là thứ nhất là Punya Phí Sẵn Khả Đá, cái thứ hai là Punya Phí Sẵn Khả Đá, thứ ba là Nên Cha Phí Sẵn Khả Đá, cái thứ tư là Ca Giá Sẵn Khả Đá, thứ năm là Quá Chi Sẵn Khả Đá, là quá thứ sáu là Chia Tài Sẵn Khả Đá. Hành là quả của tư, ý quả của vô minh nó chỉ sáu loại đó mà thôi. Còn có những cái khác á, nó có bảy loại hành, nó không phải là quả của vô minh, chứ không phải lúc nào hành cũng là quả vô minh, nên nhớ vậy đó. Trong duyên hệ duyên khởi nói đàng hoàng, thứ nhất là sẵn khả tài sẵn khả đá, tức là ám chỉ cho cả tâm sở hữu sắc pháp, là những cái pháp được bốn duyên trợ tạo, thì cái đó nó không thể gọi là quả của vô minh được. bởi vì tâm sở pháp nó có điều kiện riêng của nó, không phải. Cái thứ hai là phí sẵn khả đá, tức là chỉ cho các tâm quả hiệp thế cùng các sắc nghiệp và những nghiệp trợ và những cái nghiệp trợ tạo trực tiếp. Loại hành này được kể một phần nhỏ trong các hành trước, quả hành, cái này là quả hành, cái trước là dạng hữu hành. Cái thứ ba tức là phí sẵn khả đá, nó là chỉ cho những cái pháp trợ tạo quả dị thục, tức là 12 tâm bất thiện và 17 tâm thiện hiệp thế. Cái thứ tư là bà vô kha phí sẵn khả đá, tức là chỉ cho sở hữu cần trong thân nghiệp và ý nghiệp. Cái thứ năm ca giá sẵn khả đá, chỉ cho hơi thở không thể là quả của vô minh được, nên nhớ chuyện đó không. Ca giá sẵn khả đá chỉ cho hơi thở. Cái thứ sáu quá chi sẵn khả đá, chỉ cho tâm sở tầm tứ, tức là hai động cơ chính cho mình là nói được. Và cái thứ bảy chia tài sẵn khả đá, là những pháp cấu tạo nên tâm, đó là tưởng và thọ. Thì như vậy thì không thể nào nói bảy cái này là quả của vô minh được. Thành ra vô minh nó chỉ có cho sáu loại hành mà thôi. Bảy loại hành này, những hành có tất cả 13 loại, thì sáu loại là quả của vô minh, bảy loại này không phải là quả của vô minh. Thành ra mình
mình có nhiều chuyện trong đó nó giải thích thế nào trợ vô minh trợ phúc hạnh như thế nào, cái đó là chuyện dài rồi mình nói phải tốn thì cả từ nửa năm mới nói hết, thành ra chỉ nói tóm tắt cái nào là quả cái nào không phải là quả là như vậy. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thuốc kính tri ân huynh kinh Mi Lăng Đá rất nhiều. Nãy giờ huynh hỏi nhiều, không có anh chị nào chat chat hay giơ tay hỏi gì hết. Dạ kính mời với anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không hỏi. Ngài chỉ còn có 10 phút nữa à, là hết giờ rồi. Chị nào giơ tay hết hay là tết chát gì hết, dạ xin mời huynh kinh lên lần nữa đi. À nó mô với thầy á, à, sao im ru hết trơn nãy giờ câu giờ quá chừng hỏi những câu để quý vị học rất là hay tuyệt vời. À, im ru rồi giờ hỏi tiếp luôn hỏi nữa. À, còn như những vấn đề hôm nay thì à, hỏi sư về vấn đề mình niệm. À, thì khi mà mình nói về vấn đề cái chữ niệm này đó, à, khi mà hành về tứ niệm xứ, à, khi mà người ta nói khi mà muốn mà vô được cái lộ để mà thấy được danh sắc này kia là phải đạt cái cận định. Thì khi mà mình nói về cái cận định thì làm thế nào để mình có thể mình đạt được cận định mình trong khi mình không hành thiền chỉ, mình chỉ hành thiền quán, chỉ vô nội niệm quan sát này kia nọ đi đứng nằm ngồi này kia, thì làm thế nào để đạt được cái cận định đó thưa sư, và khi đạt được cận định thì làm cách gì để mình chuyển qua được cái vấn đề quán. Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Bây giờ để ý kinh Mi Lăng Đá hỏi xong bây giờ ông khóc không, theo quý vị thấy không? Buồn khóc tức là cái chữ mà ông sát ra là chết. Hu 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 hu, gì phải coi chừng á, ông vừa hỏi rồi ra ông khóc nữa vậy. Thật sự ra đó mình nó phân biệt trong chú giải phân biệt rõ ràng, nó có hai là định định cho thiền chỉ và định trong thiền quán. Định cho thiền chỉ thứ nhất bà đi cầm má samadhi, thứ hai là bà cha lá samadhi, và thứ ba là appana samadhi. Nhưng mà định định trong cái thiền minh sát đó là thứ nhất khanika samadhi, cái thứ hai upachara samadhi, và cái thứ ba là appana samadhi. Thì cái cận định trong thiền minh sát nó nằm đâu? Upachara samadhi trong thiền minh sát nó nằm ở cái lộ của cái lộ mà lộ thánh đạo đó, tức là anulom ba ba sanna, rồi tới khó trà phu đằng sanna. Đó. Thì cái chỗ đó họ gọi là cận định, nhưng mà qua tới đạo quả thì họ gọi là appana samadhi. Thành ra cái trong thiền minh sát thì từ cái lúc mà tu cho tới cái lúc mà thấy được danh sắc đó phải là khanika samadhi. Nhưng mà cái người mà hành thiền chỉ đó khi mà tới cận định, tại sao phải tới cận định là mới có thể đổi vào thiền minh sát được? Tại vì tới cận định rồi đó thì năm cái chi thiền nó mới rõ ràng. Năm chi thiền tức là tầm tứ hỷ lạc định đó. Thì năm cái chi thiền nó rõ ràng thì mới quan sát năm chi thiền, mà quan sát với khanika samadhi chứ không phải là appana samadhi, không phải là upachara samadhi. Thành ra trong thiền quán là muốn khi mà tên tới định là phải đắc được, không phải là đối tượng là những cái trái của thật
tính. Là cái thường thường bởi vì khi mà nó lên tới đó rồi đó, mà cái người mà không khéo mà cái giữ cái cần định hoài đó, tức là giữ trong cái bà thì pha khá niêm đó, mà giữ nhiều như vậy thì không thể quan sát được cái gì đó, bởi vì nó dính vô đó rồi, đâu còn quan sát được gì đâu nữa, đâu mà hành thiền minh sát để thấy danh sắc được. Thành ra thường thường dẫu đó người, cái người đó dẫu có đắc cần định gì nữa thì cũng phải bỏ cái bà thị pha khá sa mạ thí đó để quan sát lại các chi thiền, quan sát cái độ phá và danh pháp đó. Thì khi quan sát muốn thấy được cái đó phải ở trong sát na sa mạ thí, khá ni ca sa mạ thí, tức là sát na định, trong thể ở trong cái upachara sa mạ thí được. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sao hướng sao hướng, dạ, kính thưa thượng Phật Lưu Tông, dạ, rất là chi tiết, rất là sâu sắc ha, kính thưa quý vị. Dạ, quý vị hoan hỷ dân hoa bông rồi lên cho cúng dường sư để kiếm được phước báo chứ, rồi im ru cười cười hay cười trừ không, ngồi cười trừ. À, nó mới thôi. Rồi kính thưa quý vị, hỏi tiếp nha, hỏi tiếp, hỏi cũng sắp hết giờ rồi. À, hỏi sư về vấn đề này, sẵn cái vấn đề thiền nè, về thiền quán nó cũng rất là chi tiết, rất là khó hiểu, khó bàn được. Thì sư Tuấn Long cũng là một vị quý vị nó biết rằng tập học pháp hành là uyên thâm, rất là tuyệt vời, rất là hoan hỷ. Thì theo như sư trình bày như vậy đó, thì một người mà ta thấy được cái danh sắc á, là phát sinh được cái trí tuệ về thiền quán. Nhưng mà ví dụ giờ một người đang ngồi ta thiền, ta quan sát hơi thở vô hơi thở ra thì ta thấy được là sắc, rồi cái biết của cái hơi thở vô hơi ra là danh, thì người ta thấy được rõ danh và sắc lúc đó, thì có phải là người đó là có trí tuệ về danh sắc không ạ? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch Chư Tôn Hiện Giả, kính thưa chư quý vị. Cái hơi thở nó có năm cái điều kiện trong pháp hành. Hơi thở là thiền chỉ, hơi thở là thiền tứ niệm xứ. Nếu người đó quan sát hơi thở theo niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hoặc niệm pháp thì cái người đó mới có khả năng thấy danh sắc được. Chứ còn nếu mà quan sát hơi thở theo kiểu thiền chỉ thì không có khả năng thấy danh sắc được. Đó. Là tùy theo người đó quán cái gì chứ không phải là lúc nào cũng có thể thấy được hết đó. Đa số mà chúng ta hành mà gọi là hành niệm hơi thở đó, đa số nào cũng hay, bởi vì mình muốn muốn hành cái thì thân thọ tông pháp mà về thiền hơi thở nó không phải chuyện dễ đâu. Chúng tôi nhắc nhở quý vị hoài, quý vị muốn tìm hiểu cái đó đó, quý vị vô đánh từ tương ưng niệm xứ, tức là trong kinh tương ứng có 51 bài kinh tất cả, nghĩa là nói tất cả chi tiết liên quan tới thiền hơi thở, từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, có 51 bài kinh trong tương ứng niệm xứ đó. Nhưng mà thường thường đó, trong cái bài kinh trong cái tương ứng mà niệm xứ đó thì nó đa số là rất là vắn tắt, nó muốn hiểu rõ chú giải, cái gì đọc chú giải sẽ thấy những cái điều mà tại mình nhìn hơi thở cách nào để mình có thể thấy được danh sắc, chứ không phải là nhìn hơi thở kiểu mà thiền chỉ là đếm hay là cái gì gì đó thì không bao giờ thấy danh sắc được đó. Bởi từ đầu mình nghe cái đối tượng nó là đối tượng của chế định pháp rồi, chính là đối tượng là đối tượng của chế định pháp. Còn thiền tứ niệm xứ thì cái đối tượng đó dầu là hơi thở cũng phải có điều kiện để có được danh hay là sắc trong đó chứ không phải không. Nếu mà không có đủ điều kiện gì thì không thể nào thấy được đó. Nếu quý vị về lật tương ứng niệm xứ ra coi rồi trước sau gì cũng bảo đảm, cũng giống như trên đông lâu lâu thấy có mấy gì cười móm chi nè, tức là tại đâu răng là phải cười móm chi sợ nó thấy răng á. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch Tông Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát phước thọ pháp tội trong ngày hôm nay xin hãy làm bởi duyên lành để tất cả cần sinh nam cần sinh nữ cùng tất cả chư tông hiền giả trong lập tiêu diệt được các pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Mà Giá, nam mô Sẵn Khà Giá, nam mô Rattanatayasa.
tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá và sa thúc sa thúc con kính tri ân sư rất là nhiều và đạo tràng cũng kính tri ân ngài và con kinh đọc kinh sám hối ạ. Uttamang ye na vang de hang ba da vang sum varuttamang butte yo kalito do so butto khamatutang mamang Uttamang ye na vang de hang tham mang cha du vi thang varang tham me yo kalito do so tham mo khamatutang mamang. Uttamang ghe na văn đệ hăng sẵn khăn đu vi tho tâm măng sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tụ tăng mà măng. Dạ con kính mời ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ ngài có trước mái không ạ? Dạ kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy dạ. Xin được thay mặt chư tăng phúc chúc đến đạo tràng để kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Sa ca toa Bụt Tha ra ta nam mô Sa tăng ngô tam mang wa rang hi tăng đề wa ma no sa nam mô Bụt Tha te che na so thi na na san du ba da wa sa be du ka vu ba sa me du te sam Thamma ratanang o satang o tamang warang barilahu pasamanang thamma te jena so thinana santu vandava sabbe payyavu pasamentu te sakatuam Sangha ratanang o satang o tamang warang ahunayang bahunayang sangha te jena so thinana santu vandava sabbe rogavu pasamen Tu tế nguyên cầu quý Đức Phật Bảo, nguyên cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyên cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mong mi xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sập bề Bụt Tha Ba La Ba Ta Ba Che Ca Nan Che Yang Ba Lang A Ra Hành Ta Nan Ta Te Che Na Rắc Khang Phan Tha Mi Sập Ba So Sập Bề Mam Ba La Ba Ta Ba Che Ca Nan Che Yang Ba Lang A Ra Hành Ta Nan Ta Te Che Na Rắc Khang Phan Tha Mi Sập Ba So Sập Bề Sang Tham Bà lâm bàn ta bàn chê ca nan chê yang bà lăng ra hành ta nan ta tê chê na rạc khẳng phân thàn. Mị sầm ba số xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tới làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thầm thiện xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chung. Hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ rung Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc.